chương 4740, tất cả các ngươi lui ra hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thiên phú của ba gia hỏa này miễn cưỡng so sánh với linh vật trời sinh. So với thiên phú của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi trên người ba kẻ này còn có minh linh chi khí, còn có thể ảnh hưởng tới linh hồn người ta. Khiến cho ba người vũ thoát phàm, nhược vô trần, tịch thiên vũ bị áp chế không ít. Cường giả đối địch, cho dù chỉ bị áp chế một chút cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng tới kết cục trận đấu. Khắc khắc, thương khung minh quả thực không chịu nổi một kích. Đám con sâu cái kiến các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay bà chỉ của tu la tộc xông vào thương khung minh. La khất của la sát tộc, âm thanh vang vọng không chung mãi một lúc lâu không tiêu tán, hung hăng càn quấy, cuồng ngạo. U trần của dạ xoa tộc, âm thanh âm lệ, sát khí âm u ngập trời, ba âm thanh cực lớn quanh quẩn. Ba đạo thân ảnh khổng lồ lúc này không có chút nào đặt đám người thương khung minh vào trong lòng ánh mắt khổng lồ kia bao quát chúng sinh thương khung minh, tựa như bao quát con sâu cái kiến vậy. Đáng hận, liều với bọn họ, những tên này khinh thương khung minh ta quá đáng, liều. Vô số thanh niên nam nữ của thương khung minh vốn còn trẻ tuổi, cũng là lúc nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy ba người thiên la minh lăng nhục thương khung minh như vậy, đôi mắt đỏ thấm, hai tay nắm chặt, từng đạo khí thức bắt đầu khởi động. Liều, không thể thả mấy hỗn đản này rời đi. Phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ thương khung minh đã chết của chúng ta một đạo thân ảnh màu xanh ra trời tiến lên, diễm hân mặc khải giáp màu. Xanh ra trời xuất động, thân hình yêu nhã, mềm mại lại có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, không gian chung quanh ầm ầm run dày. Liều, coi thường khung minh chúng ta không có người hay sao? Diễm hân xuất động, thì trường ước của băng tuyệt thế giới, như trí của thái hỏng thế giới, cam ngộ kỳ của minh quang thế giới, kim hổ của thần hổ thế giới, xuất phong dạp phiêu của phi thiên đại đạo đều tiến lên, từng cỗ khí tức bắt đầu lan tràn, Hai mắt đỏ thấm. Đại hội tranh đoạt hồng hoang, bọn họ có chỗ ngồi cao nhất, cho nên lúc này bọn họ cũng biết mình phải có trách nhiệm đứng ra. Đối mặt với Thiên La Minh, bọn họ là một phần tử của Thương Khung Minh, cho dù khó có thể nhúng tay vào cuộc chiến đẳng cấp như vậy, thế nhưng cũng phải toàn lực liều mạng. Đây là điều mà bọn họ phải làm, bọn họ là cổ tộc, là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Khung Minh, bọn họ có ngạo khí bẩm sinh, là ngạo khí từ sâu trong xương tủy. Loại ngạo khí này khiến cho bọn họ dù có biết rõ bản thân không địch lại thế nhưng cũng không thể lui về phía sau. Khắc khắc, đánh không lại định quần công sao, ta đã sớm nghĩ tới thương khung minh các ngươi chỉ có bổn sự như vậy. Tiếng quát giống như sấm minh của bà chỉ vang vọng, trong mắt lạnh lẽo, vẫn không để người thương khung minh vào trong mắt. Bọn họ chạy tới phá đại hội tranh đoạt hồng hoang tự nhiên cũng không sợ thương khung minh vây công. Bọn họ muốn đi cho dù là ai ở đây cũng không có thể ngăn cản được đối phó với các ngươi cần gì phải quần công, các ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Áo choàng màu đỏ trên người vũ thoát phàm tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía hai người nhược vô trần tịch thiên vũ giống như hội ý, khí tức ba người bắt đầu khởi động. Đều cắn răng một cái, dường như muốn xuất động át chủ bài, tiếp tục ra tay. Các ngươi lui ra đi, nhưng vào lúc này một đạo âm thanh lạnh nhạt từ từ truyền ra. Khi đạo âm thanh này vang lên, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, trước sau đều nhìn về phía lục thiếu du. Trường bào màu xanh trên người khẽ tung bay, lục thiếu du khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung, khuôn mặt lạnh lẽo, chân bước ra, nói. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, người thương khung minh hôm nay chết đi cần linh hồn của ba người các ngươi để thế. Cần dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh đưa tiến, thương khung minh chúng ta còn không phải là nơi tới phiên các ngươi tới hung hăng càn quấy. Âm thanh lạnh nhạt lọt vào tai tất cả mọi người, âm thanh không lớn, thế nhưng lại chấn động nhân tâm, khí phách khuếch tán lên trời cao. Khi một chữ cuối cùng vừa mới dứt, thân hình Lục Thiếu Du đã xẹt qua trời cao xuất hiện trước mặt ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, hắn quay đầu lại nhìn ba người rồi nói: "Các ngươi nghỉ ngơi đi, giao cho ta là được rồi." Ba Tam Nguyên Hóa Hồng nho nhỏ cũng dám chạy tới thương khung minh ta hung hăng cầy quấy, đầu bị lửa đá sao? Hôm nay ba người các ngươi không chết tiểu long gia gia của ngươi sẽ lập tức lùi về thái hoàng thế giới, từ nay về sau thể không ra ngoài nữa. Âm thanh bá đạo, cuồng ngạo vang vọng trời cao, một đạo lưu quang màu vàng lập tức xẹt qua trời cao. Khi âm thanh bá đạo cuồng ngạo này vừa dứt, thân hình cao ngất mặc áo bảo màu vàng của tiểu long đã tới bên người lục thiếu du, nhìn ba thân hình minh linh cực lớn trước mắt, trong mắt hiện lên hàn ý. Trong nghi tâm tà dị trên chán, có một đạo lưu quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Ta rất không thích giết người, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng giống như vô thanh vô tức trống giống xuất hiện bên cạnh người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Thân hình to lớn, cao ngất đứng đó, khuôn mặt gương nghị giống như điêu khắc. Đôi mắt sáng rõ, thâm thúy giống như ngôi sao lại có thêm vài phần sát ý, người này chính là Dương Quá của Thiên Địa Các. Lục huynh đệ, nhất định đừng cho ba tên hỗn đản kia rời khỏi đây, huynh đệ của Thương Khung Minh chết đi nhất định phải đòi lại công đạo, phải để cho ba tên hỗn đản này đền mạng. Vũ Thoát Phàm nhìn qua ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, sau khi gật đầu một cái, trường bào màu đỏ run lên, lập tức lùi về phía sau một ít. Giao cho các ngươi, Nhược Vô Trần nói xong, khẽ gật đầu với ba người Lục Thiếu Du, thân ảnh lập tức theo Vũ Thoát Phàm thoát ra. Mặt mũi của Thương Khung Minh không thể ném đi, cần dựa vào ba vị kéo lại. Tịch Thiên Vũ cũng khẽ gật đầu với ba người Lục Thiếu Du, sau đó thân ảnh cũng lui về phía sau. Ba người Lục Thiếu Du tiến lên, đám người Diễm Hân, thì Trường Ước, nghiêu Chí, kim hổ cam ngộ kỳ đám người này thu liếm khí tức lại thân ảnh lập tức lui về phía sau thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba người lục thiếu du ánh mắt âm thầm rung động bốn phía thiên địa vô số ánh mắt đều nhìn vào ba người lục thiếu du tiểu long dương quá trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong không biết ra hỏa này những năm này thực lực lại tới mức nào rồi thân hình khiến cho người ta bốc hỏa của mẫu đơn lẳng lặng đứng đó trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút vui vẻ và rung động nàng không chút nào lo lắng cho ba người lục thiếu du, tiểu long, dương quá. chương 4741, dương quá ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hai người tử yên và long yên công chúa cũng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt dịu dàng, cũng không có chút lo lắng nào. Trên không trung ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ dùng con mắt to lớn giống như đèn lồng nhìn vào ba người lục thiếu du, tiểu long, dương quá, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc khí tức trên thân ba người này bọn họ không ngờ lại không thể nhìn thấu càng dò xét càng cảm giác giống như thâm bất khả chắc trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý không hiểu lục thiếu du lần nữa xoay người khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ ánh mắt lạnh lẽo nổi lên chấn động đối với mấy minh linh này tự nhiên lục thiếu du không có bất kỳ khách khí nào là ai vậy thật sự có thể đối phó được với ba người thiên la minh kia sao vừa rồi ba người vũ thoát phàm dường như cũng rơi vào thế hạ phong a ba người này là ai tại sao mà ba người vũ thoát phàm tịch thiên vũ nhược vô trần và những người khác lại lui ra nhường bọn họ ra trận không quản bọn họ là ai phàm là người thương khung minh chúng ta nhất định phải tiêu diệt ba người thiên la minh kia bốn phía không trung vô số người ngẩng đầu nhìn lên hai tay nắm chặt hai mắt đỏ thấm trong mắt hiện lên vẻ chờ mong dám xông vào thương khung minh giết tiếng quát vừa dứt Trường bào màu xanh phần phật, lục thiếu du nhìn thẳng về phía ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ trước mặt, trong mắt hiện lên sát ý. Khí chất lạnh nhạt trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khí thế bá đạo, lạnh lẽo quanh thân chấn động tuôn ra, khiến cho cả. Không trung ầm ầm run lên, oanh, hư không run lên, trong thiên địa chung quanh có vô số sinh linh cảm thấy tim đập nhanh. Lục thiếu du nói xong, ánh mắt diễm hân khẽ đổi, thân hình mặc khải giáp màu xanh ra trời động lòng người lui lại, khí tức nóng bỏng quanh thân lan tràn, nàng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá, nhất định phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ thương khung minh đã mất, thương khung minh ta mạnh mẽ. Thương khung minh mạnh mẽ, Diễm Hân nói xong, đám người thì trường ức, nghiêu trĩ, kim hổ, phong giả phiêu. Khí tức cả đám bắt đầu khởi động, nhìn ba người Lục Thiếu Du nói. Thương khung minh ta mạnh mẽ, mấy ngàn thanh niên nam nữ của thương khung minh chung quanh lúc này cũng không có hâm mộ, ghen ghét với Lục Thiếu Du nữa, mà ánh mắt đỏ thấm khí tức bắt đầu tràn ra trong lúc cùng chung mối hận mọi người cũng chỉ mong ba người lục thiếu du long huyền dương quá có thể giết ba cường giả thiên la minh mà thôi hóa ra bọn họ chính là lục thiếu du chân lý niết bàn long huyền còn có dương quá quy chân niết bàn của thiên địa các a hóa ra chính là bọn họ là những người có thiên phú mạnh nhất trong thương khung minh ta lúc này lục thiếu du long huyền dương quá cho bọn chúng biết thương khung minh ta mạnh mẽ như thế nào đi thương khung minh mạnh mẽ. Trong không trung, thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người lục thiếu du. Tiếng quát sung trời, vang vọng trời cao. Lục thiếu du, long huyền, dương quá. Ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng run lên. Ba người này bọn họ trước đây đã từng nghe nói qua. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập tới ba người này. Hừ, coi như là ba người các ngươi thì sao? có khi hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta, tranh đoạt hồng hoang điện cũng khỏi đi. Bà chỉ của Tu La nhất tộc kia hét lớn một tiếng, Tu La chân thân xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, lan tràn thiên địa, bỗng nhiên khuếch tán. Thật mạnh, khí tức âm hàn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức âm hàn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động. Thiên La Quyền, Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao, một đạo quyền ấn khủng bố theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh ra. Khí tức âm hàn chấn động mang theo từng khe nứt đen kịt giống như cái động sâu trong hư không lan tràn ra. Xoẹt, cơ hồ là trong nháy mắt, đạo quyền ấn cực lớn này lập tức bao phủ ba người lục thiếu du, dương quá, tiểu long vào bên trong. Lực công kích này so với khi đối phó với ba người vũ thoát phàm mà nói, rõ ràng còn cường hãn hơn. Dùng thân hình ba người lục thiếu du, dương quá, tiểu long lúc này mà nói, dưới một đạo quyền ấn này, thật sự chưa tính là gì xoẹt trước quyền ấn khủng bố không trung bỗng nhiên có khí thức âm hàn thẩm thấu ra loại khí thức này khiến cho linh hồn người ta không thể chống cự không gian chung quanh dưới năng lượng âm hàn khủng bố chấn động không gian nứt vỡ từng khúc bị phá thành từng mảnh nhỏ lập tức lan tràn tới giữa không trung trước mặt ba người đám người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho ba người một quyền này để ta tới đi nói rất dài dòng kỳ thực chỉ trong giây lát mà thôi nhìn đạo quyền ấn âm hàn giống như sấm sét đánh tới thân ảnh dương quá nhảy về phía trước trong đôi mắt thanh tịnh lúc này tràn ngập sát ý dương quá mở miệng đồng thời lấy thân hình hắn làm trung tâm cả không trung đột nhiên run lên năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức quay chung quanh thân hình hắn khiến cho quang mang quanh thân bỗng nhiên lan tràn tàn sát bừa bãi giống như mặt trời lên cao vậy trong chớp mắt này không trung đột nhiên phong vân biến sắc không gian vặn vẹo khí tức minh mông lúc này giống như thủy triều từ quanh thân dương quá lan tràn a ầm ầm ngay khi dương quá vừa mới dứt lời đạo quyền ấn cực lớn của bà chỉ kia không ngờ lại giống như lỗ đen xuất hiện trước người dương quá lỗ đen âm hàn kia giống như là hung thú tới từ cửu u giữ tận giết gào muốn lập tức thôn vệ dương quá vào bên trong gia quyền táo bạo xem ra tu la nhất tộc từ tự ngạo ra còn thích tranh đấu tàn nhẫn cũng chỉ có vậy mà thôi đối mặt với một quyền kinh khủng kia ống tay áo màu xám của dương quá run lên trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng rực rỡ giống như trực chỉ cửu thiên phóng lên trời. Bên trong có khí thức minh mông tràn ngập, không trung phía trên trời xanh lúc này không ngừng vang lên tiếng sấm. Siêu, quang mang màu vàng rực rỡ mạnh mẽ bắn ra, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm hư ảo. Trường kiếm hư ảo thế nhưng lại khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Trước trường kiếm hư ảo, không gian bỗng nhiên bạo liệt, một đạo vết nứt không gian đen kịt hiện lên trên không trung. Sau đó xuyên thủng đạo quyền ấn to lớn của đối phương. Ken két, không có chút trì hoãn nào, đạo quyền ấn mang theo vòng xoáy không gian âm hàn của bà chỉ kia bị phá nát. Năng lượng âm hàn khủng bố giống như cơn lốc lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trường kiếm hư ảo màu vàng lập tức bắn tới nắm tay của bà Chỉ. Siêu, đồng thời thân hình tu la khổng lồ của bà Chỉ lơ lửng trên không trung, trong đôi mắt âm hàn to lớn, vẻ tự ngạo, hung hăng lúc này biến mất, mà chuyển thành rung động mà sợ hãi. Trong miệng vang lên âm thanh bối rối giống như tiếng sấm. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, người sao có thể làm được như vậy? Chương 4742, nhân kiếm hợp nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phanh phanh phanh, bà chỉ còn chưa nói xong, thân hình tu la khổng lồ của hắn đã bắt đầu dạn nứt, quang mang màu vàng rực rỡ ở trong khe nứt của thân hình lan tràn, bắn ra. Tu la thân khổng lồ của hắn nổ tung, một đạo âm thanh trầm đục vang vọng. Phanh, thân hình to lớn khổng lồ của bà chỉ nổ tung, cả phiến không gian lớn ở trong cơn lốc năng lượng khủng bố dạn nứt rồi sụp đổ. Không gian dạn nứt, kinh khí tràn ngập trong không gian. Khi cơn lốc năng lượng khủng bố kia khuếch tán tới trình độ nhất định mới lặng lẽ biến mất trên trời cao. Kiếm ý chính là nhân tâm, dùng tâm ngộ kiếm, dùng tâm ngưng kiếm, không ưng ở dương quá đã đi tới bước này. Ánh mắt tử yên cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là cảnh giới trí cao của nhân kiếm hợp nhất. Không hổ là người quy chân niết bàn. Trong đôi mắt xinh đẹp của mẫu đơn lúc này cũng hiện lên vẻ chấn động. Cả không trung chung quanh lúc này yên tĩnh, vô số người ngây ngốc, nghẹn họng. Cường giả khủng bố như bà trĩ của Tu La nhất tộc kia đám người vũ thoát phàm cũng phải rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng dưới tình huống toàn lực ra tay lại bị Dương Quá dùng một chiêu chém giết. Muốn làm được như vậy cần thực lực như thế nào chứ? Thật mạnh, Dương Quá quá mạnh mẽ. Đám người diễm hân, nhiều trĩ, kim hổ, vũ thoát phàm, nhược vô trần, tịch thiên vũ đều khiếp sợ. Dương quá vừa mới ra tay một chiêu, thế nhưng đã đại biểu cho thực lực thế nào? Bọn họ là những người rõ ràng nhất ở đây. Cũng vào lúc này, La Khất của La Sát Nhất Tộc mới phục hồi tinh thần sau khi khiếp sợ vì bà trí bị một chiêu đánh chết. Bà trí bị Dương quá kia dùng một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, điều này đại biểu cho điều gì? Sao hắn lại không rõ? Đại biểu cho việc hắn cũng không phải là đối thủ của người này. Sớm biết Dương quá của Thương Khung Minh mạnh như vậy, La Khất sao dám tới Đại Hội tranh đoạt Hồng Hoang của Thương Khung Minh lấy uy cơ chứ? vốn hắn cho rằng coi như thương khung minh lần này có ba người lục thiếu du, dương quá, tiểu long giống như lời đồn, ít nhất. Bọn họ muốn đi thì không ai có thể lưu lại được bọn họ. Nhưng mà bây giờ la khất thật không ngờ, bà chỉ không ngờ lại bị một chiêu chém giết, ngay cả lực chống lại cũng không có. Lui, mau lui lại, thân hình khổng lồ của la khất hét lớn một tiếng, lập tức phá nát không gian muốn chạy trốn. Có dương quá và những cường giả khủng bố kia, hắn sao còn dám ở lại cơ chứ? Tiểu Long Gia Gia người đã sớm nói qua, ba người các ngươi không chết Tiểu Long Gia Gia sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng Thế Giới. Làm sao có thể để cho các ngươi trốn được chứ? Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng trên trời cao, một đạo lưu quy nác màu vàng xẹt qua trời cao, giống như sấm sét xuyên thủng không gian. La sát độn không, la khất khẽ quát một tiếng, thân hình la sát khổng lồ xé rách không gian, thân là tộc nhân la sát tộc, trên phương diện tốc độ hắn có thiên phú tuyệt đối thiên phú tốc độ của la sát tộc trong tất cả sinh linh của ba ngàn đại thiên thế giới mà nói cũng thuộc về một trong những tồn tại đỉnh phong. Muốn đuổi kịp người la sát tộc, đừng nói là người cùng tu vi cấp bậc, coi như là cao hơn một giai cũng khó mà làm được chuyện này. Xoẹt, không gian chung quanh thân hình chấn động, nhộn nhạo, la khất lập tức xé rách không gian tạo thành một vòng xoáy. Thân hình la khất tiến vào bên trong, sắp biến mất. Trước mặt tiểu long ra ra của ngươi còn muốn trốn sao? Nằm mơ à? âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng, dưới ánh mắt của vạn chúng, vô số ánh mắt nhìn thấy quy na thân long huyền kia có hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, khiến cho không trung đỏ thấm. Một đạo quyền ấn được ngưng, tụ, lập tức giống như quỷ dị xuyên thủng không gian đánh tới thân hình đã chui vào trong vòng xoáy không gian được một nửa của la khất. Sau đó xuyên thủng thân hình la khất và vòng xoáy không gian khổng lồ. Xoẹt, quyền ấn của tiểu long xuyên thủng không gian, vẫn bảo trì tư thế phóng lên trời giống như lưu quang. Mà ở sau lưng hắn, thân hình khổng lồ của la khất đột nhiên lại dừng lại oanh tiếp đó trong nháy mắt hư không lập tức run rẩy rung chuyển vòng xoáy trong không gian tiêu tán thân hình đang tiến vào trong vòng xoáy không gian của la khất hiển hiện toàn bộ trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và sợ hãi ngay sau đó thân hình khổng lồ biến thành màu vàng dường như có thứ gì đó trong cơ thể đang muốn chui ra khí tức nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn trên không trung phanh phanh tiểu long thu quyền lại áo bào màu vàng run lên trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo thân hình khổng lồ của la khất kia một giây sau nổ tung. Tiếng nổ vang giống như sấm sét trong thiên địa, thân hình la khất vỡ nát, bên trong có sóng lửa màu vàng kinh khủng giống như thực chất giống như một cơn lốc nhanh như thiểm điện khuếch tán ra. Siêu siêu, gợn sóng trong không gian bị sốc lên, khiến cho không trung như bị nhuộm vàng. Khí tức bá đạo, hủy diệt tràn ngập, cỗ hỏa diễm màu vàng này đủ để thiêu đốt vạn vật thành cho tàn, khiến cho cả phiến không gian lớn bị phá hủy. Đây là loại hỏa diễm gì? linh hồn ta chịu không nổi hỏa diễm màu vàng này quá mức kinh khủng hỏa diễm màu vàng kinh khủng khuếch tán dưới cỗ khí thức hủy diệt này những người có tu vi thực lực thấp lập tức lần nữa lùi nhanh lại dư âm vô hình trong hỏa diễm màu vàng kia cùng với nhiệt độ cao khuếch tán bao phủ khiến cho sắc mặt người ta trắng bệch linh hồn cũng giống như bị thiêu đốt tới héo rũ vậy chết rồi la khất của la sát tộc chết rồi cơ hồ tất cả ánh mắt tràn ngập vẻ rung động ánh mắt cũng tập trung lên trời cao trong ánh mắt của mọi người mọi người tận mắt nhìn thấy la khất của la sát tộc thần hồn câu diệt. Kết cục giống như bà chị kia, thực lực của Long Huyền không dưới dương quá, nguyên soái cứu ta, cứu ta, nguyên soái sau khi thân hình khổng lồ của la khất bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Thân hình khổng lồ của U Trần giả dạ xoa nhất tộc kia xẹt qua không chung, miệng lớn tiếng kêu cứu. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trời cao, ánh mắt vốn âm lệ, tràn ngập vẻ khinh thường với người thương khung minh, thế nhưng lúc này đã chuyển thành vẻ sợ hãi hắn sợ rằng không dám hiện thân cứu ngươi nếu như đến ngày hôm nay hắn ta cũng không đi được âm thanh lạnh nhạt vang lên dưới ánh mắt của mọi người trong khi thân hình khổng lồ của u trần giả xoa nhất tộc chạy trốn đạo thân ảnh màu xanh kia không ngờ lại như quỷ dị xuất hiện trên không trung sau lưng hắn đạp không đứng lơ lửng gợn sóng dưới chân rung động không ngừng không ngừng lan tràn ra chung quanh trường bào màu xanh trên người bay phất phới trong thân hình người mặc áo bảo xanh kia đột nhiên có khí thế bá đạo lan tràn ra trời cao, miệng quát lớn. Người chết của thương khung minh hôm nay sẽ dùng linh hồn của ba người để tế điện. Ngày sau lại dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh để đưa tiễn. chương 4743, chung quanh sôi trào một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nguyên soái cứu ta, lục thiếu du, ta liều với ngươi. Trong lúc hoảng sợ, U Trần hét lớn, năng lượng sát khí âm u phô thiên cái địa chung quanh lập tức hội tụ trong giây lát hóa thành một lỗ đen vô cùng vô tận ở trên không trung uy áp vô hình từ trong lỗ đen trên không trung lan tràn ra vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện lập tức lan tràn thôn vệ tới lục thiếu du chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách liều với ta ở trước mặt ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi âm thanh giống như sấm rền vang vọng lục thiếu du phất tay đánh ra một đạo quyền ấn về phía u trần kia hư không quanh thân nhất thời dung chuyển vặn vẹo run rẩy đạo quyền ấn trước người mang theo hư không vặn vẹo xuyên thủng không gian đánh về phía trước ầm ầm không trung run lên tiếng sấm vang vọng đạo quyền ấn này xuất hiện trong hư không đột nhiên kim quang rực rỡ vô số kim quang từ trong thiên địa thẩm thấu ra giống như từ trên mặt trời tách ra dưới quyền ấn vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn một quyền mang theo kim quang rực rỡ cùng với thanh thế bá đạo hủy thiên diệt địa sắc bén lạnh lẽo này xẹt qua không trung nơi nó đi qua sinh cơ trong không gian biến mất đồng thời không gian nứt vỡ từng khúc oanh trong chốc lát đạo quyền ấn màu vàng này mạnh mẽ đụng nát không y gần trong khoảng khắc va chạm với vòng xoáy u ám cực lớn trong không gian kia vòng xoáy u ám cực lớn trong không gian bị xé nát từng tầng một từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra phía chân trời phanh một giây sau quyền ấn màu vàng sắc bén lạnh lẽo mang theo không gian vặn vẹo đánh vào trên thân hình khổng lồ của u trần ánh mắt kinh hãi sợ hãi kia lúc này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong miệng cuối cùng còn hét lớn vài câu, nguyên soái cứu ta, cứu ta a à. ầm ầm tiếng cầu cứu thê lương không ngừng vang lên, thế nhưng lại không thể thay đổi chuyện gì. Dạ xoa chân thân khổng lồ dưới khí tức sắc bén lạnh lẽo trên quyền ấn màu vàng công kích, không gian bị phong tỏa, cứng lại, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thực lực vốn không cùng một cấp độ, dạ xoa chân thân khổng lồ của U Trần rốt cuộc cũng không cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố trên đạo quyền ấn màu vàng cực lớn kia, bị mạnh mẽ phá hủy cuối cùng ầm ầm nổ tung rầm 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 dạ xoa chân thân của u trần vỡ nát trong không trung xuất hiện động sâu cực lớn khí tức sắc bén lạnh lẽo tán loạn lan tràn hóa thành hình cung màu vàng bao phủ trời cao Trung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh đám người đứng xem chung quanh ngây ngốc ánh mắt rung động khó có thể hoàn hồn ực ừ, chết lại là một chiêu bị đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của thiên la minh đều một chiêu bị đánh chết loại thực lực này phải cường hãn tới mức nào a à? Mãi một lúc lâu sau, chung quanh mới có âm thanh hít sâu một ngụm khí. Lạnh liên tiếp vang vọng, quanh quẩn trên không trung, ánh mắt đám người vũ thoát phàm, tịch thiên vũ, nhược vô trần, kim hổ, nghiêu trĩ, cam mộ kỳ, thì trường ức cùng với những người khác tràn ngập kinh hãi, không dưới bất kỳ ai chung quy na. Ánh mắt ngây ngốc nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh tràn ngập khí thế báo đạo, mạnh mẽ đang lơ lửng trên không trung. Lục thiếu du lăng không, lơ lửng trên không trung đứng đó. Quanh thân có khí thức ngập trời lan tràn ra toàn thân lộ ra khí thế bá đạo nhìn lên trời cao rồi nói trốn trốn tránh tránh ngay cả người của mình cũng không dám ra ngoài cứu thiên la minh cũng chỉ có như vậy mà thôi thiên la minh còn có cường giả tới vậy mà không có ai phát hiện ra chỉ có lục thiếu du phát hiện nghe thấy lục thiếu du nói vậy đám người đứng xem bên ngoài lần nữa rung động bọn người vô thoát phàm nhược vô trần vốn cũng nghe được tiếng cầu cứu của u trần cho nên đã hoài nghi còn có người của thiên la minh ở gần đây thế nhưng bọn họ lại không cảm giác ra được. Mà mọi người lúc này mới biết được, hóa ra ba người u trần, la khất, bà chỉ này sau lưng lại có cường giả ẩn thân. Thế nhưng lại chỉ có lục thiếu du phát hiện ra đối phương. Lục thiếu du nói xong, trên trời cao có một đạo âm thanh vang vọng, âm thanh mờ ảo, hư vô mờ mịt, không rõ nơi phát ra, nói. Lục thiếu du, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay coi như hôm nay ngang tay, thời điểm tranh đoạt hồng hoang điện mới là lúc chúng ta phân thắng bại lục thiếu du nhìn trời cao ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói hôm nay ta dùng ba con sâu cái kiến này tế điện đến lúc đó nhất định sẽ dùng máu của hàng tỷ sinh linh minh linh khắc ghi ngày hôm nay âm thanh vang vọng trời cao âm thanh trên không trung kia không vang lên tiếp hẳn người kia đã rời đi người ẩn thân kia có thực lực rất là cường hãn a mẫu đơn nhìn lên trên trời cao trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút ngưng trọng và chấn động thu hồi ánh mắt khi thế bá đạo tuyệt luân quanh thân của lục thiếu du cũng từ từ thu liếm. Lục thiếu du nhàn nhạt nhìn chung quanh, linh hồn dò xét của hắn đã phát hiện ra đối phương đã rời đi. Đối phương vô cùng cảnh giác, ngay cả khi trơ mắt nhìn ba người u trần bị chu sát cũng nhịn được mà không có ra tay. Khoảng cách quá xa, đối phương lại sớm có chuẩn bị mà ẩn nấp, bởi vậy tu vi cụ thể của đối phương tới tình trạng nào lục thiếu du cũng khó có thể dò xét ra được. Nhưng lục thiếu du cũng có thể nhận định ra được, Thực lực đối phương rõ ràng cũng tới mức cực kỳ khủng bố, về phần cụ thể cường hãn tới mức nào hắn cũng không biết. Lão Đại, Nhị Đệ, Tiểu Long và Dương Quá đều đi tới bên người lục thiếu du, Tiểu Long nói. Lão Đại, để cũng cảm giác được ra hỏa kia, thực lực có lẽ không kém. Hắn không dám hiện thân, có lẽ là sợ bị ba chúng ta vây công đến lúc đó sẽ không đi được. Có lẽ hắn biết rõ căn bản không cứu được U Trần, bà chỉ cùng với La Khất kia, cho nên thực lực có mạnh hơn nữa sợ rằng cũng chỉ có hạn. Lục Thiếu Du cân nhắc một lát rồi nói với Tiểu Long và Dương Quá: hoặc là gia hỏa ẩn nấp kia vốn là người lạnh lùng vô tình. Nếu là như vậy, không thể nghi ngờ chính là kẻ khó đối phó nhất. Bất kể như thế nào, không dám hiện thân tự nhiên cũng không quá mạnh. Đến một giết một, ba người dám xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang. Không biết bản long ở nơi này sao? Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, trong vòng bàn tay lập tức xuất hiện một khỏa linh tinh tam nguyên hóa hồng. Hắn đưa cho Lục Thiếu Du hắn cũng biết lão đại tu luyện hỗn độn âm dương quyết, có thể thôn vệ năng lượng đột phá, hắn nói. Lão đại, thứ đồ chơi này còn hữu dụng với huynh không? Trên người của ta có không ít, với đệ cũng có tác dụng mà, lục thiếu du nói với tiểu long, đúng vậy, linh tinh này đối với đệ cũng có không ít chỗ tốt. Tiểu long gật đầu, tiếp đó lập tức thu hồi linh tinh tam nguyên hóa hồng vào trong nhẫn chữ vật. Tam nguyên hóa hồng của dạ xoa tộc kia chết rồi, trường 4744, chung quanh xôi trào hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai ta nguyên hóa hồng cảnh của tu la tộc và la sát tộc cũng đã chết. Một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, ba người lục thiếu du, Long huyền, dương quá quá cường hãn. Thương khung minh mạnh mẽ, lục thiếu du, Long huyền, dương quá, tốt lắm. Thương khung minh ta vững mạnh, bên trong đám người vây xem bốn phía không biết từ nơi nào vang lên tiếng hét, sau đó đám người bạo động. Tiếng huyên náo vang vọng, từng ánh mắt đều nhìn vào ba người lục thiếu du, Long Huyền, Dương Quá. Ba người này đều dùng một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, thực lực mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Đám người ở trên không trung, dưới tiếng hò hét sôi trào bốn phía, diễm hân của xích thiên thế giới, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da nõn ná, kiện khải giáp màu xanh dường như càng làm tôn lên dáng người nàng. Tư thế hiên ngang, răng trắng như ngọc, lúc này nàng cũng nhìn chăm chú vào cả ba người lục thiếu du, dương quá, tiểu long, sau đó ánh mắt Diễm Hân cuối cùng cũng nhìn vào người Lục Thiếu Du, trước mắt bao người, trong từng ánh mắt rung động và kinh hãi. Thân hình lung linh của Diễm Hân lập tức đạp không, quỳ một gối hành lễ với Lục Thiếu Du. Bờ môi son khẽ mở, nói, chu sát ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, giữ vương uy của thương khung minh ta. Diễm Hân của Sích Thiên Thế Giới dẫn theo đại quân của Sích Thiên Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái của thương khung minh. Âm thanh dịu dàng truyền ra, âm thanh thanh thúy thế nhưng lại khiến cho tiếng huyên náo, hò hét trong thiên địa chung quanh im bặt. Siêu siêu, âm thanh dịu dàng này vang lên, đám người đứng xem chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía thân hình mềm mại đang mặc khải giáp màu xanh kia. Ngay cả bản thân Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Diễm Hân. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người, thân hình vạm vỡ của Như Chỉ Thái hoàng thế giới lần nữa bước ra, hai mắt như trâu, trên trán có một cái sừng nhỏ, hắn cũng học theo Diễm Hân quỳ một gối, nói: giết ba tam nguyên hóa hồng của thiên la minh giữ uy của thương khung minh ta nghiêu trí của thái hoàng thế giới dẫn theo đại quân của thái hoàng thế giới lúc này nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái của thương khung minh giữ uy của thương khung minh Tam ngộ kỳ của Minh Quang Thế Giới dẫn theo đại quân của Minh Quang Thế Giới nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái thương khung minh. Tam ngộ kỳ mặc hoa phục đi ra, đôi mắt thanh tịnh giống như sương mai có chút thâm thúy nhìn lục thiếu du, đạp không quỳ một gối hành lễ. Kim hổ của thần hổ thế giới mang theo đại quân của thần hổ thế giới lúc này nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái của thương khung minh. Mong nguyên soái làm thương khung minh ta vững mạnh, thân hình to lớn mà cao ngạo của kim hổ đi ra, con mắt thâm thúy mà uy nghiêm, thân hình tràn ngập khí thế vương giả lúc này cũng đạp không quỳ một gối hành lễ với lục thiếu du. Đạo xuất phong giả phiêu đi ra, đạp không quỳ một gối hành lễ, nói. Phong giả phiêu của phi thiên đạo tặc dẫn theo đại quân phi thiên đạo tặc nguyên tôn lục thiếu du làm nguyên soái thương khung minh mong nguyên soái làm thương khung minh ta vững mạnh từng đạo âm thanh đột nhiên vang vọng trên không trung yên tĩnh mỗi một đạo âm thanh vang vọng đều khiến cho vô số ánh mắt ngạo nghễ run lên tịch thiên vũ của thái minh thế giới tu vi tam nguyên hóa hồng lúc này cùng với hai người thì trường ức sau lưng trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động nhìn lục thiếu du quỳ một gối nói tịch thiên vũ của thái minh thế giới dẫn theo đại quân của thái minh thế giới cũng nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái của thương khung minh mong nguyên soái làm thương khung minh ta vững mạnh vũ thoát phàm của tôn vũ thế giới dẫn theo đại quân của tôn vũ thế giới nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái của thương khung minh mong nguyên soái làm thương khung minh ta vững mạnh nhược vô trần của sang linh thế giới dẫn theo đại quân của sang linh thế giới nguyện tôn lục thiếu du làm nguyên soái của thương khung minh mong nguyên soái làm thương khung minh ta vững mạnh lần nữa có hai đạo âm thanh vang vọng vũ thoát phàm của tôn vũ thế giới nhược vô trần của sang linh thế giới hai đại thế giới bài danh đầu tiên có thực lực đỉnh phong ngạo khí nhất trong đám người đồng lứa lúc này cùng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Thiếu Du. Những đại biểu đỉnh tiêm của các đại thế giới đứng đầu trong thương khung minh hành lễ, không trung yên tĩnh, vô số ánh mắt bắt đầu chấn động. Từng cố khí tức khởi động, trong lòng cả đám bị xúc động, cả tâm linh cũng vậy. Thành băng thế giới cũng nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái thương khung minh. Mong nguyên soái làm thương khung minh ta lớn mạnh, đồ danh thế giới cũng nguyện tôn Lục Thiếu Du làm nguyên soái, mong nguyên soái dẫn dắt thương khung minh. Giết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, hôm nay hai chân lý Niết Bàn cùng với quy chân Niết Bàn đã đòi lại mặt mũi cho mọi người. Muốn làm được như vậy cần thực lực mạnh mẽ thế nào, bá đạo ra sao mọi người đều hiểu rõ. Cả không chung, thiên địa sôi trào, triệt để sôi trào, đám thiên kiêu chi tử, nhân trung chi phong, vương giả của muôn thú lúc này cũng đạp không quỳ một gối. Từng ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du trước mắt, ánh mắt kích động mà run rẩy. Ba nam tử tràn ngập khí thế bá đạo do lục thiếu du làm chủ, Mọi người ở đây đều rất kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt ba người này mọi người không còn một chút ngạo khí nào. Chỉ có kinh sợ, chờ mong mà thôi, trận chiến ngày hôm nay khiến cho mọi người kinh sợ, Thương Khung Minh được bảo vệ, một chiêu đánh chết ba Tam Nguyên Hóa Hồng cảnh của Thiên La Minh, muốn làm được như vậy phải bá đạo ra sao a. À? Mọi người chờ mong tới lúc tranh đoạt Hồng Hoang Điện và Hồng Hoang Lệnh, chờ mong ba người này có thể dẫn đầu Thương Khung Minh, ở trong Thương Khung chiến trường ngạo nghệ đứng sừng sững, Bá đạo ba ngàn đại thiên thế giới, bao quát chúng sinh trong thiên địa. Đối mặt với sự cường thế của thiên la minh, đối mặt với ba người thiên la minh ngày hôm nay dám đơn thương độc mã xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang của thương khung minh, vạn chúng thương khung minh không thể làm gì khác hơn. Ba người này xuất hiện khiến cho vạn chúng chờ mong, trong cổ tộc của mình, bọn họ vì bảo vệ cổ tộc của mình mà chiến. Trong đại thế giới của mình, bọn họ vì bảo vệ thương khung minh mà chiến. Cho nên lúc này bọn họ cùng nhau tôn lục thiếu du làm nguyên soái vì muốn thương khung minh mạnh mẽ, vì bảo vệ thương khung minh mà chiến. Lục thiếu du lơ lửng trên không trung, có chút ngạc nhiên. Nhị đệ, trong thương khung minh vốn cũng có nguyên soái Chỉ là mỗi một lần đều rất khó có nguyên soái xuất hiện, tất cả những người trẻ tuổi đồng lứa trong cổ tộc, thế lực lớn đều ngạo khí mười phần. Rất khó thần phục người khác, nếu như có thể được bọn họ thần phục thì sẽ trở thành nguyên soái của đại hội tranh đoạt hồng hoang này. Khống chế cả đại quân thương khung minh, vừa rồi từ miệng của U Trần, trong thiên la minh cũng đã xuất hiện nguyên soái Cho nên lúc này cũng đã có người khống chế đại quân thiên la minh. Trường 4745, chức vị nguyên soái Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dương quá truyền âm nói với Lục Thiếu Du, nguyên soái thương khung minh, không ngờ lại có chức vị như vậy a à. Lục Thiếu Du than thở, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ trở thành nguyên soái của thương khung minh. Đây chính là chuyện quấy dày không ít kế hoạch của hắn, Đối với Lục Thiếu Du mà nói, loại trách nhiệm khi làm nguyên soái thương khung minh khiến cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên, không kịp trở tay, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đêm, trên hành lang cung điện cổ xưa, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi, trong sáng mà thanh tịnh. Hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng đó, đứng ở dưới ánh trăng tạo thành cái bóng dài. Một người là một thanh niên mặc áo bào xanh, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt gương nghị kia dường như lúc nào cũng treo nụ cười tà vui vẻ kia. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc cung trang màu đỏ, đường cong linh lung động lòng người. Mái tóc đỏ tươi rối tung xóa xuống tới tận bờ mông ngạo nghễ. Từ trong miệng mẫu đơn lục thiếu du cũng biết được tất cả chuyện mà mẫu đơn trải qua những năm này. Lúc trước sau khi phân tán trong kẽ hở thế giới, nàng tới một thế giới xa lạ. Gặp phải không ít hiểm cảnh, bị không ít cường giả tham lam đuổi bắt. Nghĩ mạo của nàng cũng khiến cho không ít người ngấp nghé. Gặp phải bao nhiêu lần sinh tử, thế nhưng cuối cùng cũng vượt qua tất cả. Âm thanh như chuông bạc của mẫu đơn vang lên, tuy rằng nhẹ nhõm thế nhưng lục thiếu du lại hiểu rõ dùng tu vi của mọi người lúc trước ở trong ba ngàn đại thiên thế giới minh mông mà nói muốn hành tẩu vô cùng khó khăn mỗi một lần hiểm cảnh nói ra tuy rằng nhẹ nhõm thế nhưng người không có trải qua làm sao có thể hiểu rõ cảm giác bất lực hãi hùng khiếp vía loại cảm giác gian nan trèo trống không có chỗ dựa kia lục thiếu du đều hiểu rõ bởi vì hắn đi tới một bước này đã trải qua tất cả từng hiểm cảnh đều đại nạn mà không chết mỗi một lần đều cử tử nhất sinh, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không hối hận, một đường gian khổ, một đường phấn đấu tuy rằng gian nan, thế nhưng nếu không có tất cả tôi luyện như vậy cũng không có hắn như ngày hôm nay. Cho nên hắn phải cảm ơn tất cả, tất cả những hòn đá kê chân mà hắn một đường gian khổ vượt qua cho nên mới có độ cao ngày hôm nay. Có thể trở thành đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ trong ba ngàn đại thiên thế giới. Mấy chục năm sau, mẫu đơn một đường nguy hiểm, thực lực cũng tiến bộ không ít, dựa vào thân hình linh vật trời sinh, từng bước một quật khởi. Về sau trong một hiểm cảnh, dùng tu vi ngộ chân cảnh, bị người có tu vi niết bàn cảnh vây bắt, cử tử nhất sinh, khi đó cường giả thiên linh cung soát hiện. Bởi vậy mẫu đơn mới có thể tiến vào trong nội cung thiên linh cung. Mà những năm gần đây, dựa vào thiên phú của huyết linh mẫu đơn nàng, ở trong nội cung thiên linh cung mẫu đơn cũng phát triển, quật khởi từng bước một, mãi cho tới lúc trở thành nhân vật thống lĩnh trong đám người trẻ tuổi của nội cung thiên linh cung. Những năm gần đây dường như cũng trải qua không ít chuyện, chuyện của người ta cũng biết không ít. Hai người lặng lặng đứng đó, mẫu đơn nhìn qua lục thiếu du, bộ cung trang màu đỏ như máu lộng lẫy giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ đường cong linh lung nhìn qua càng trước sau lồi lõm. Lục thiếu du cười nhạt một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm thúy, nói. Coi như không tồi, tất cả đều vượt qua, tất cả đều là kinh nghiệm. Mẫu đơn nhìn lục thiếu du, má lúm đồng tiến trên má càng khiến cho. Nàng xinh đẹp, kiều mị, cao quý trang nhã, trên người tự nhiên lại có yêu khí giống như hoa anh túc bên trong diễm lệ và tuyệt mỹ là độc dược thường nhân không dám động vào bờ môi son khẽ mở nàng nói lần này ngươi trở thành nguyên soái của thương khung minh có phải nên chúc mừng ngươi hay không chức vị này không phải ai cũng có thể ngồi vào được nếu như có thể chức vị nguyên soái này ta cũng không muốn ngồi lục thiếu du thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn nữ tử có khuôn mặt tinh xảo bên cạnh nữ tử có khuôn mặt tinh xảo khiến cho nam nhân sôi trào đôi mắt màu đỏ giống như máu tươi thế nhưng nhìn qua vẫn mê người như vậy vì sao lại không muốn hiệu lệnh quần hùng khống chế hàng tỷ đại quân vô số người trẻ tuổi đỉnh phong trong thương khung minh bất luận ai cũng không thể chạm tới vị trí này tất cả đều tha thiết ước mơ có được bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình mềm mại động lòng người giống như không xương mẫu đơn nhìn qua lục thiếu du có chút nghi hoặc chỉ là ánh mắt nghi hoặc này nhìn qua lại kiều diễm mị hoặc khiến cho tâm thần người ta khó có thể kiềm chế mà tâm thần nhộn nhạo lục thiếu du nghe vậy mới nhìn qua đôi mắt đỏ tươi tràn ngập vẻ nghi hoặc nói trách nhiệm này quá lớn cần một người vĩ đại thì hơn khanh khách chẳng lẽ ngươi không đủ vĩ đại tiếng cười giống như chuông bạc lại giống như ma âm của mẫu đơn vang vọng tăng thêm đường cong mềm mại kia đối với người ta chính là một loại khiêu khích dục vọng lục thiếu du phất tay đứng chắp tay rồi nói chẳng lẽ nàng cảm thấy ta đủ vĩ đại Ta chưa bao giờ là người vĩ đại, ta chỉ muốn thủ hộ tất cả người bên cạnh mình. Ta có tư tâm ta không phải là thánh nhân, người khác đánh ta một quyền ta sẽ nện hắn người quyền. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi nói. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn qua Lục Thiếu Du, mãi một lúc lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Thiếu Du, một lát sau nàng mới nói với Lục Thiếu Du. Linh vũ thế giới thì sao? Lúc trước linh vũ thế giới cũng không có quan hệ với ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại gánh cả linh vũ thế giới? thứ ngươi làm bây giờ chẳng lẽ không phải vì linh vũ thế giới sao? Trong mắt lục thiếu du hiện lên chấn động, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, một lúc lâu không nói gì. Mẫu đơn cũng không nói gì, nhìn qua lục thiếu du nói. Đám người vô song, bạch linh, cảnh văn thế nào rồi? Các nàng đều đi ra ngoài rồi, hiện tại đã ở thương khung chiến trường, nàng có muốn gặp thì ngày mai theo ta trở về. Nếu như các nàng nhìn thấy nàng nhất định sẽ cao hứng lục thiếu du nói với mẫu đơn mẫu đơn khẽ cười cười môi son khẽ mở nói lần này ta tới chỉ để gặp ngươi và tiểu long mà thôi thiên linh cung còn có chuyện cần ta trở về tin rằng không bao lâu nữa ta sẽ gặp được các nàng thay ta vấn an các nàng được lục thiếu du gật đầu hai người trò chuyện một lúc lâu mới rời đi từ trong miệng mẫu đơn lục thiếu du cũng biết được một ít tin tức của thiên linh cung thiên linh cung dường như so với trong tưởng tượng của lục thiếu du còn khổng lồ hơn nhiều cường giả như mây là thế lực, khổng lồ lánh đời, là một nơi do cường giả linh vật trời sinh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tạo thành. Thậm chí không có bất kỳ một đại thế giới nào dám trêu vào cỗ thế lực to lớn này. chương 4746, sắp xếp kế hoạch 1. Chuyện được thực hiện bởi audio com Điều khiến cho lục thiếu dù có chút ngoài ý muốn chính là, từ trong miệng mẫu đơn hắn cũng biết được, đông phương tử quỷ chính là người thiên linh cung. Lúc này nàng ta cũng tới thương khung chiến trường, Quan hệ với Mẫu đơn ở trong nội cung cũng không tệ. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại khách điếm nơi hắn đặt chân, vừa tới bên ngoài hắn đã nhíu mày, khi mở cửa phòng ra Lục Thiếu Du lập tức giật mình, không ngờ Tử Yên lại ở trong phòng. Sao nào, trò chuyện cùng Mẫu đơn tỉ tỉ xong sao rồi? Tử Yên mỉm cười, đôi mắt giống như ngọc thạch thánh khiết mà động lòng người. Lục Thiếu Du thu hồi vẻ ngoài ý muốn, hỏi: "Tử Yên cô nương, sao nàng tới đây?" Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, mở miệng cười cười nói: ngày mai ngươi sẽ rời khỏi mẫn tinh đại lục thay ta hỏi thăm đám người vô song cảnh văn nói ta rất nhớ các nàng ta sẽ làm vậy các nàng thường xuyên nhắc tới nàng lục thiếu du gật đầu nói tử yên nhìn qua lục thiếu du nói dương quá chưa nói cho ngươi biết còn một người của linh vũ thế giới ở thiên địa khác đúng không lam thập tam lục thiếu du cười cười đã lâu hắn không gặp sát thủ của thiếu phụ kia khuôn mặt kia quả thực chính là tai họa của nữ nhân a đúng là lam thập tam đồng thời còn có một người khác Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, nói, xem ra Dương Quá cũng không nói cho người biết Nhược Lan cũng ở trong thiên địa các. Nhược Lan, Lục Thiếu Du khẽ giật mình lên tiếng, nguyên Nhược Lan, người này ngươi không xa lạ gì, Tử Yên gật đầu nói, lần này vốn nàng cũng định tới, thế nhưng nàng biết ngươi ở đây cho nên. Nguyên Nhược Lan, tại sao nàng ta lại ở thiên địa các? Lục Thiếu Du kinh ngạc, ban đầu ở trong linh vũ thế giới, sau khi đánh chết huyết kiếm đại đế, Nguyên Nhược Lan trong lúc chiến đấu thành đế, vì sợ hậu hoạn, vì phi linh môn, lục gia, còn có những người thân nhất bên cạnh mình. Vì sợ chuyện mẫu tử du thược và lăng thanh tuyền bị bắt lại một lần nữa xảy ra cho nên hắn đang định hủy bỏ tu vi của Nguyên Nhược Lan. Thế nhưng cuối cùng lại có một đạo thân ảnh thần bí xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan, sau đó mang theo Nguyên Nhược Lan trong khoảnh khắc biến mất. Thực lực kia so với hắn lúc trước mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lục thiếu du còn nhớ rõ lúc trước rõ ràng hắn nhìn thấy đạo tàn ảnh kia xuất hiện, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nhược Lan bị mang đi mà bất lực. Đạo tàn ảnh kia vô thanh vô tức xuất hiện rồi mang đi Nguyên Nhược Lan, khí tức đều không có, bộ dáng cũng không. Từ đó về sau, tin tức của Nguyên Nhược Lan đều biến mất. Những năm gần đây nếu không phải Tử Yên nhắc tới nàng ta, trong lòng Lục Thiếu Du thậm chí còn quên cái tên kia. Nhưng lúc này nhắc tới, trong lòng hắn lập tức nhớ tới nữ tử thường mặc váy tím kia. Tử Yên nhìn vào người Lục Thiếu Du, nói: "Nhược Lan những năm gần đây đều ở trong thiên địa các" so với ta và lam thập tam thì thời gian tiến vào trong thiên địa khác của nàng còn nhiều hơn lần này vốn nàng định gặp ngươi thế nhưng cuối cùng lại có chút đã nhiều năm trôi qua như vậy chuyện lúc trước đã qua nàng ta không có việc gì là tốt rồi lục thiếu du ngắt lời tử yên nói chuyện đã qua lúc trước chuyện thiên kiếm môn cũng không có liên quan tới nguyên nhược lan dùng tu vi và tâm cảnh của lục thiếu du hiện tại chuyện lúc trước hắn đã sớm quên dứt lời lục thiếu du cười nhạt một tiếng hỏi tử yên hiện tại nàng thế nào rồi? Lục thiếu dù còn nhớ rõ, lúc trước tu vi và thiên phú của Nguyên Nhược Lan sẽ không dưới đám người Bắc Cung vô song, tử yên, độc cô cảnh văn, lăng thanh tuyền một chút nào. Muốn tu luyện thành công ma kiếm của thiên kiếm môn cần có đại nghị lực, đại thiên phú, đại hằng tâm, thiên phú cơ hồ có thể so sánh với đại ca dương quá của hắn. Đương nhiên lục thiếu dù cũng rất rõ ràng, thanh tuyền và lăng thanh tuyệt, thiên phú của hai huynh muội không dưới tử yên, Nguyên Nhược Lan còn có đại ca dương quá chỉ là lúc trước hai người cũng không có tu luyện âm dương linh vũ quyết hoàn chỉnh. Tăng thêm căn cơ bất ổn, cho nên đã ảnh hưởng tới căn cơ, bằng không mà nói, tu vi của hai người hiện tại nhất định sẽ cao hơn bây giờ. Nhược Lan sống rất tốt, đều ở trong thiên địa các. Hiện tại cũng là một trong các thành nữ của thiên địa các. Tu vi không dưới dương quá, tử yên nhìn qua lục thiếu du nói, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Nhược Lan vốn có cơ hội chân lý Niết Bàn thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng chân tại vô lượng Niết Bàn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du và Tiểu Long rời khỏi mẫn tinh đại lục, mà Dương Quá và Tử Yên thì trở lại đại quân thiên địa các. Mẫu đơn phải về thiên linh cung, vũ thoát phàm, nhược vô trần, thì trường ức, đám người này cũng phải trở về đại quân sắp xếp một chút. Trước khi rời đi, Lục Thiếu Du cũng có chút bất ngờ, tịch thiên vũ đại biểu Thái Minh Thế Giới tỏ vẻ ái náy vì chuyện ma ra lúc trước cũng vì chuyện thái minh thế giới bội ước mà cảm thấy hối hận thái độ có chút thành khẩn vẻ mặt cung kính không kiêu ngạo không xiểm nịnh khiến cho lục thiếu du có chút bội phục cũng khó trách thái minh thế giới vì tịch thiên vũ mà bội ước hai ngày này lục thiếu du phải thay đổi con mắt về tịch thiên vũ không chỉ có thực lực tâm trí của hắn ta cũng không bình thường trong đám người cùng thế hệ trong thương khung chiến trường hiện tại mà nói xem như nhân vật số một cũng khó trách thái minh thế giới lại nghĩ cách bội ước chỉ tiếc những lão gia hỏa sau lưng thái minh thế giới kia lại không chơi được phong hành thiên chủ, càng không biết bội ước chính là điều mà phong hành thiên chủ muốn, kết quả bị chịu thiệt dưới tay của phong hành thiên chủ. Trước vị nguyên soái ngày hôm qua lục thiếu du cũng không có cực tuyệt, chỉ là nếu như đã là nguyên soái của thương khung minh này, đối với lần tranh đoạt hồng hoang lệnh này lục thiếu du lại sắp xếp không ít chuyện, những chuyện mà mọi người thương nghị khi trước cũng không còn hiệu lực. Lục thiếu du cũng không có ý tứ thương nghị với mọi người, dùng tu vi và thực lực của lục thiếu du hiện tại, căn bản không muốn thương nghị với mọi người. Hắn lại biết rõ ngày hôm qua mọi người sắp xếp ra sao. Sắp xếp như vậy cuối cùng căn bản không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong tay thiên la minh, nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên lục thiếu du chỉ hạ lệnh, nếu như đã để cho hắn làm nguyên soái vậy thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói hắn không làm nguyên soái cũng được. Sau đó nhìn mọi người, lục thiếu du có cảm giác mình có thể là người đứng ra giúp mọi người tranh đoạt hồng hoang lệnh, còn nếu ai có cảm giác mình có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh thì không cần khách khí mà cứ đứng ra. Cuối cùng những người có 10 phần nắm chắc tranh đoạt hồng hoang lệnh mà nói cũng chỉ có ba người vũ thoát phàm, tịch thiên vũ, nhược vô trần, đám người diễm hân, nghiêu trĩ, kim hổ do dự một chút, mấy nhị nguyên hóa hồng này cũng cắn răng đứng ra. chương 4747, sắp xếp kế hoạch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đám người còn lại có mấy trăm nhất nguyên hóa hồng, thế nhưng lại không có ai dám đứng ra lần này thiên la minh ra tay lại thêm đọ sức trong mấy tháng này cũng khiến cho bọn họ biết rõ thực lực chỉnh thể của thiên la minh kia cực kỳ cường hãn nhất nguyên hóa hồng muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh căn bản không có bao nhiêu cơ hội huống chi còn phải đối mặt với một chiêu của chủ của hồng hoang lệnh trước đó người có tu vi nhất nguyên hóa hồng muốn chống lại cơ hồ là chuyện không thể nào cho nên bọn họ cũng không dám đứng ra căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt hồng hoang điện sau khi lục thiếu du nhìn mọi người một vòng tiếp tục đem những sắp xếp của mình nói cho mọi người nghe một lần. Chỉ là mọi người sau khi nghe kế hoạch và sắp xếp của Lục Thiếu Du lại kinh ngạc không thôi. Kế hoạch này khiến cho toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cả đám nhìn nhau, chỉ là Lục Thiếu Du lại nói câu nói kia, nếu như đã tôn hắn làm nguyên soái thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói, hắn cũng không cần làm nguyên soái này nữa. Cuối cùng lại là Diễm Hân tỏ vẻ ủng hộ đầu tiên, đám người nhược vô trần, tịch thiên vũ, vũ thoát phàm, Nghiêu Trĩ và những người khác gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đánh cuộc một phen. Nhân số trong lần thương nghị lần này lại ít hơn không ít, chỉ có hơn một ngàn người. Vì đề phòng tin tức bị tiết lộ, làm cho Thiên La Minh đề phòng và sắp xếp đối phó, bởi vậy Lục Thiếu Du quy định. Chỉ có đại biểu của các đại thế giới mới có tư cách tham dự. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng nhắn nhủ đám người này, bất cứ tin tức gì không thể tiết lộ ra bên ngoài, tất cả những sắp xếp, bố trí chỉ có những đại biểu ở đây biết đến lúc đó mới có thể một lần hành động thành công. Trong không gian tiêu điều, trên ngọn núi cao ngất có một đạo thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, người mặc một bộ cung trang, bên hông có một cái đai lưng màu xanh đậm buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn giống như không xương trên thân hình mềm mại động lòng người kia. mái tóc dài màu đen giống như thác nước buộc ở sau đầu, gió nhẹ nhẹ thổi, tóc mai bên tai thân ảnh mềm mại này bồng bềnh, cỗ khí chất thanh nhã tuyệt luân, suốt trần giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phương xa, bỗng nhiên bác cung vô song nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nói. Du du cô nương, cô nương tới tìm ta sao? Xem ra tất cả mọi người đều không chú ý tới. Sợ rằng trong đại quân của thượng thanh thế giới chúng ta hiện tại, người có thực lực mạnh nhất không phải là ta mà là bác cung vô song thâm tàng bất lộ A. À. Nói xong, thân ảnh phong du du lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước người Bắc cung vô song, áo trắng phủ thân hình, bộ váy dài khẽ tung bay, đôi mắt như sao, lộ ra vẻ cao quý. Bắc cung vô song dịu dàng cười cười, nhìn qua phong du du rồi nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến cho ta nhớ tới một người. Có người nào tương tự ta sao? Phong du du có chút nghi hoặc, khuôn mặt cao quý thánh khiết không mang theo khói lửa nhân gian, khí chất cao quý toàn thân khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Cũng không phải, mà là Bạch Linh tỷ cũng thích mặc y phục màu trắng. Cho nên nhìn thấy người ta sẽ không tự chủ được mà nhớ tới tỷ ấy. Bạch Linh, Phong Du Du thì thào nói bắc cung vô song nhìn phong du du nói là mẫu thân của âm nha đầu cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng là tỉ muội của chúng ta hiện tại đang ở trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong thái hoàng thế giới nghe nói như tử của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều tuyệt mỹ vô cùng a à. phong du du nhìn bắc cung vô song mỉm cười nói xem ra diễm phúc của lục soái vô cùng sâu a à. chàng sao cái gì cũng tốt chỉ là bắc cung vô song mỉm cười nói tới đó lập tức ngừng lại không có tiếp tục nói có lẽ là thích hái hoa ngắt cỏ khắp nơi đúng không? Phong Du Du nhìn qua bác cung vô song, trong đôi mắt thanh tịch, rực rỡ giống như ngôi sao trên trời hiện lên vẻ chấn động. Dường như nàng đang âm thầm do dự một lát, lúc sau mới nói với bác cung vô song. Nếu như các người không thích thì có thể trông coi hắn một chút. Dung thiên phú, địa vị của hắn hiện tại, trong ba ngàn đại thiên thế giới này không biết có bao nhiêu nữ tử khuynh đảo vì hắn. Chàng cũng không phải là người ưa thích hái hoa ngắt cỏ. Bắc cung vô song dịu dàng cười, mỗi một cái nhân mày, một nụ cười đều thanh nhã cao quý, nàng nói. Nếu như chàng thực sự hái hoa ngắt cỏ mà nói, sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ này bị chàng gây tai họa. Bao nhiêu nữ tử tốt, dung mạo, tài hoa không kể xiết đều ở cạnh chàng, mặc dù chàng thích lén lút nhìn một chút, thế nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Nói như vậy, hẳn hắn là người si tình, Phong Du Du cười cười, lập tức nói, nhưng mà hắn có người cùng cảnh văn, hồng lăng, Thanh Tuyền, Tiểu Linh, Lam Linh, bất luận một ai đều là nữ tử mà thế gian hiếm thấy. Bất luận một nam tử nào trên thế gian này có lẽ đều thấy đủ. Chàng đối với bất luận một ai trong chúng ta đều vô cùng tốt. Có chàng, chúng ta đã thỏa mãn, chỉ là lại không có cách nào san sẻ với chàng quá nhiều, chỉ có thể đứng sau lưng chàng. Lặng lẽ ủng hộ, đây chính là việc mà chúng ta có thể làm. Bác Cung Vô xong nói xong lại nhìn trời cao vẻ mặt cao quý thanh nhã tự nhiên khiến cho người ta không khỏi rung động vì khí chất thanh nhã của nàng phong du du nhìn bắc cung vô song không nói gì lập tức theo ánh mắt của bắc cung vô song nhìn về phía xa dịu dàng cười nói đã vài ngày trôi qua rồi hắn và long huyền có lẽ cũng nên trở về chứ tính toán thời gian một chút có lẽ cũng sắp trở về bắc cung vô song gật đầu thu hồi ánh mắt lại cúi đầu nhìn phong du du trong mắt có chút nghi hoặc lắc đầu nói trên đời thực sự có người tương tự như vậy sao? Du Du cô nương, người xác định người không có tỉ muội song sinh chứ? Phong Du Du lắc đầu, cũng nghi hoặc hỏi Bắc Cung vô song. Tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi việc này? Chẳng lẽ ngươi từng gặp người tương tự với ta? Thiếu Du từng nói với chúng ta khi trước chàng có gặp một cô nương, nói là thần thái, dung mạo đều cực kỳ tương tự với Du Du cô nương. Cho nên ta có chút tò mò, Bắc Cung vô song nói. Ồ, Phong Du Du dường như có chút hiếu kỳ nói với Bắc Cung vô song thực sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Không biết vô song cô nương có thể nói cho ta biết người tương tự với ta được không? Ta cũng có chút tò mò, bác cung vô song mỉm cười nói, ta cũng chỉ nghe thiếu du nói. Vào đêm, ánh trăng lờ mờ, trong không gian tràn ngập sát khí ngập trời. Trên đỉnh núi dặn nứt, khi một tia sát khí và tàn hồn cuối cùng bị một thân ảnh màu tím vàng hít vào trong miệng, hai mắt khép hờ lập tức mở ra, sát. Khí âm hàn càng khiến cho linh hồn người ta rung động chương 4748, Lục Kinh Vân lại phá một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không ngờ gan của Thiên La Minh lại lớn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long trở lại đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới. Nghe Lục Thiếu Du và Tiểu Long nói chuyện xảy ra trên mẫn tinh đại lục, độc cô cảnh văn có chút kinh ngạc. Ba người của Thiên La Minh dám xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, lá gan không phải lớn bình thường. Gan lớn thì thế nào, còn không phải đều chết sao? Đáng tiếc người cuối cùng kia có chút thực lực lại không dám hiện thân. Tiểu Long nhếch miệng nói, trong đám người có tu vi đồng cấp, hiện tại hắn không cần quan tâm bất luận kẻ nào. Không biết người mạnh nhất trong Thiên La Minh hiện tại có tu vi tới cấp bậc nào. Tĩnh thần công chúa có chút hiếu kỳ, người ẩn nấp kia cực kỳ cẩn thận, không có tới gần quá, cho nên khó có thể dò xét ra được. Lục Thiếu Du nói, trốn trốn tránh tránh, đoán chừng cho dù mạnh cũng không mạnh tới đâu. Tiểu Long nói, không ngờ mẫu đơn lại ở trong nội cung thiên linh cung tử yên và nguyên nhược lan lại ở trong thiên địa khác bắc cung vô song dịu dàng cười hỏi lục thiếu du nhiều năm không gặp như vậy không biết các nàng thế nào rồi các nàng đều không tệ lắm nhờ ta vẫn an mọi người lục thiếu du nói với mọi người thiếu du có nhìn thấy thành nhi trực nhi không vân hồng lăng hỏi lục thiếu du tất cả đại biểu của các thế giới đều đi tới mẫn tinh đại lục dùng thiên phú của đám người lục thành lục trực rất có khả năng là đại biểu của các đại thế giới những ngày này vân hồng lăng và lam linh cùng những người khác đều có chút chờ mong không có lục thiếu du lắc đầu nói với chúng nữ lục thiếu du ở trên mẫn tinh đại lục cũng không có nhìn thấy đám người lục thành hắn cũng hỏi qua phong dạ phiêu của phi thiên đạo tặc cùng đại biểu thái hoàng thế giới chỉ nghe nói lục âm lục doanh lục thành đều không có tiến vào trong thương khung chiến trường mà thôi nhưng mà đại biểu côn vân thế giới lại nói tuyệt linh cốc chủ lục tâm đồng ở trong đội hình của côn vân thế giới chỉ là lúc này chưa tới mẫn tinh đại lục mà thôi không có tới sao trên mặt lam linh hiện lên vẻ thất vọng nho nhỏ như vậy cũng tốt không có tiến vào trong thương khung chiến trường chúng ta không cần lo lắng cho bọn nó bác cung vô xong nói lục thiếu du nhìn đám người phát hiện tất cả mọi người có mặt thế nhưng lại không nhìn thấy lục kinh vân đâu hắn hỏi kinh vân đâu rồi độc cô cảnh văn nghe vậy lập tức mỉm cười nói với lục thiếu du Kinh Vân sau khi chàng và Tiểu Long đi tới Mẫn Tinh Đại Lục cảm giác có dấu hiệu đột phá, cho nên lúc này đang bế quan đột phá, chỉ là không biết bao giờ mới có thể đột phá được mà thôi. Ở trong này mà chuẩn bị đột phá sao? Sợ rằng có chút khó khăn a. À? Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Lục Thiếu Du biết rõ Lục Kinh Vân lính ngộ áo nghĩa sát phạt, ở trong thương khung chiến trường có chút may mắn, mấy tháng này cùng Thiên La Minh chém giết không ngừng, sợ rằng đã khiến cho Lục Kinh Vân cảm nhận được dấu hiệu đột phá thế nhưng năng lượng thiên địa trong thương khung chiến trường này vô cùng thiếu thốn tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng mà muốn đột phá tiếp mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng nhìn vẻ mặt lục thiếu du ngưng trọng lăng thanh tuyền biết rõ lục thiếu du đang lo lắng cái gì nàng nói yên tâm đi kinh vân đã chuẩn bị đầy đủ linh tinh nó chuẩn bị đột phá tự nhiên bản thân nó đã có nắm chắc từ trước đúng vậy cũng không cần vội chúng ta cứ chờ đợi mấy ngày đã lục thiếu du nói với mọi người Thời gian tranh đoạt 72 khối đại lục kia tuy rằng gần tới, thế nhưng cũng còn chưa gấp gáp tới mức phải lập tức xuất phát. Lục Kinh Vân đang chuẩn bị đột phá, tự nhiên Lục thiếu Du có chút lo lắng. Ba ngày sau, trong dãy núi tiêu điều, hoàng hôn buông xuống, ánh trời chiều như máu. Bỗng nhiên trong một sơn cốc tiêu điều gió nổi mây phun. Thiên địa chung, quanh biến sắc, dần dần, khí tức năng lượng lạ lẫm từ trong không gian tiêu điều này thẩm thấu ra. Sắp đột phá sao, ngoài sơn cốc, một nữ tử tuyệt mỹ có đôi mắt đen nhánh mở mắt ra, thân ảnh xinh đẹp nhảy lên. Cung trang màu vàng bao phủ thân hình lung linh, đây chính là bối nhi luôn chờ ở bên ngoài. Siêu siêu, ánh trời chiều phủ xuống, vô số thân ảnh lập tức phá không xuất hiện. Một nam tử mặc áo bào xanh cùng một nam tử mặc áo bào màu vàng dẫn dầu xuất hiện. Đúng là lục thiếu du và tiểu long, bắc cung vô song, độc cô cảnh văn, lăng thanh tuyền, tĩnh thần công chúa, chu thần hy, lục linh, phong du du, phong bá nam, Mạc Kinh Thiên, Thái A và chúng cường giả thượng thanh thế giới và thần thú thế giới đều có mặt. Oanh, trong phiến không gian tiêu điều này có khí tức lạ lẫm thẩm thấu ra, khí tức sát phạt lợi hại nương theo thiên uy hàng lâm, giống như sát thần viễn cổ thức tỉnh. Oanh, năng lượng thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt, trong thiên địa này vốn không có bao nhiêu năng lượng thiên địa, thế nhưng không biết tại sao lại chấn động kịch liệt. Giống như cả năng lượng trong thương khung chiến trường đều bị lục kinh vân hấp thu vào trong cơ thể năng lượng thiên địa âm hàn từ trong sơn cốc kia phóng lên trời cao xem ra hấp thu không ít linh tinh a à. lục thiếu du nhìn năng lượng chấn động kịch liệt trong sơn cốc bên trong năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt lục thiếu du không khó dò xét ra đó chính là kết quả của việc hấp thu vô số linh tinh siêu siêu năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt năng lượng thiên địa trong phiến thiên địa này dường như lúc này bị một loại lực lượng nào dẫn dắt năng lượng thiên địa ở chỗ sâu trong không gian không ngừng thẩm thấu ra bắt đầu điên cuồng hội tụ sau đó đều ngưng tụ chung quanh sơn cốc thiếu du kinh vân có thể đột phá được không năng lượng thiên địa này dường như không đủ a à. một lát sau bác cung vô song nhìn thiên địa đang gió nổi mây phun trên sơn cốc trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng phải dựa vào chính nó người khác giúp nó đối với nó mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt ngược lại còn làm hại nó lục thiếu du nhìn sơn cốc phía trước cho dù năng lượng thiên địa kia khiến cho không gian gió nổi mây phun thế nhưng cũng khiến cho vẻ mặt lục thiếu du có chút ngưng trọng muốn từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng năng lượng thiên địa cần thiết không phải chỉ nhỏ một chút nhưng mà khi đột phá có người cưỡng ép tương trợ mà nói lục thiếu du biết rõ đối với bản thân nó lại không có bao nhiêu chỗ tốt với tư cách là người có được trí nhớ kiếp trước lục thiếu du không khó biết rõ chuyện này giống như trẻ em sinh tự nhiên và trẻ em sinh mổ vậy không có trải qua sinh nở tự nhiên thể chất trên cơ bản đã khác nhau rồi mà lúc này lục kinh vân đang đột phá nếu như dựa vào người khác tương trợ mới có thể đột phá mà nói, vậy cho dù đột phá thì nguyên lực cũng không mạnh mẽ. Tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng, đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng cực lớn. chương 4749, Lục Kinh Vân lại phá hai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Siêu siêu, trong thiên địa chung quanh, năng lượng thiên địa ở trong không gian phía xa không ngừng bị hấp thu tới, cứ tiếp tục như vậy kéo dài ước chừng 3 ngày. Mà năng lượng thiên địa này tuy rằng nồng đậm, bàng bạc, thế nhưng đối với người từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng mà nói, dường như có vẻ không đủ. Ông, bỗng nhiên, năng lượng trong sơn cốc hội tụ ở giữa. Một đạo âm thanh giống như là phạm âm vang vọng, khiến cho linh hồn người ta rung động. Năng lượng kinh khủng chấn động cùng với khí thức cổ xưa ở trong không gian gió nổi mây phun này lan tràn ra. Xoẹt, một đạo lưu quang lập tức phóng thẳng lên trời, quang mang trói mắt lan tràn ra. Ông ông ông, phạm âm vang vọng, làm cho lòng người rung động không ngừng, người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống cự. Kia là vật gì, khí tức thật mạnh, mà ngay cả tiểu long nhìn lên trên không trung, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh khí trợ chủ, ánh mắt lục thiếu du nhìn lên trên không trung, sau khi kinh ngạc một chút, khuôn mặt lập tức mỉm cười. Ồ, khí tức này giống như, lôi tiểu thiên, lục linh nhìn lên trên không trung, cỗ khí tức cổ xưa, sắc. Bén kia đối với hai người bọn họ mà nói cũng không quá lạ lẫm. Oanh, đạo quang mang trói mắt kia bắn ra, tiếng phạm âm vang vọng trên không trung, không gian chung quanh sơn cốc lập tức run run, năng lượng mang theo khí tức cổ xưa phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức khiến cho không trung này nổi lên chấn động kịch liệt. Trong cỗ khí tức này thậm chí còn uy thế kinh khủng lan tràn ra, làm cho chúng cường giả ở đây đều cảm thấy linh hồn run lên. Xoẹt, năng lượng kinh người chấn động nương theo quang mang chói mắt khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra. Loại năng lượng chấn động này khiến cho linh hồn bỡ ngỡ, lại mênh mông bàng bạc khiến cho cả không gian trên sơn cốc nổi lên sóng to gió lớn. Âm ầm, cùng lúc này, năng lượng thiên địa hội tụ ở giữa không trung. Từng đạo quang mang hội tụ, không ngừng rót xuống sơn cốc phía dưới. Khí thức bàng bạc mang theo khí thức sát phạt giống như hung thú thức tỉnh lan tràn, phóng lên trời. Khí thức không ngừng tăng vọt, phá, một lát sau, trong sơn cốc, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm minh vang vọng trong thiên địa. Chữ phá kia vang lên, cỗ khí tức sát phạt đang phóng lên trời kia thế như trẻ tre, dễ dàng phá tan bức bình chướng vô hình, sau đó đột nhiên bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Dầm dầm rầm năng lượng khủng bố như vậy khiến cho những ngọn núi khổng lồ chung quanh sơn cốc bắt đầu liên tiếp nứt vỡ, nổ tung. Một đạo huyết quang phóng lên trời, năng lượng trong phiến thiên địa này dường như nổ tung, tiếng gầm đinh tai nhức óc, năng lượng cường hãn giống như gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở lại bình thường động tính này cũng khiến cho không ít cường giả chung quanh hãi hùng khiếp phía. Ngay khi tất cả trở lại bình thường, dưới ánh mắt xung động của tất cả mọi người, đoàn huyết sắc quang mang kia thu liếm, thân hình lục kinh vân lơ lửng đạp không đứng lơ lửng, thân hình cao mất giống như một cây trường thương. Hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng đứng đó, khi thế toàn thân lại minh mông nguy nga, không thể dung chuyển, lợi hại vô cùng. Lục kinh vân thật mạnh, như vậy càng không phải là đối thủ của tiểu tử này nữa. Trong đám người phía xa, Phong Bá Nam đứng chắp tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ tu vi của hắn và Lục Kinh Vân đã càng ngày càng cách xa. Quả thực cường hãn, Thiên Phú và tốc độ tu luyện bực này chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Hoàng Giật ở bên cạnh Phong Bá Nam lúc này cũng ngây ngốc, cảm thán nói một câu. Khí chất lạnh lùng giờ phút này khi nhìn về phía Lục Kinh Vân ở phía trước, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Siêu siêu, hai con mắt nhắm chặt của Lục Kinh Vân bỗng nhiên mở ra trong mắt có hai đạo tinh mang trắng đỏ giống như lợi tiến chỉ một thoáng bắn về phía trước. Lục Kinh Vân khẽ phất tay một cái, quang mang chói mắt trên không trung nương theo tiếng phạm âm giống như tiếng sấm dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Vào đêm, trong một kiện khôi lối tỏa giá mị ảnh, tất cả người thống lĩnh các quân đoàn trong đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới cùng với những người phục trách chủ yếu như Mạc Kinh Thiên, Nhâm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Lục Linh, Bắc Cung Vô Song, Tĩnh Thần Công Chúa đều có mặt, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói, lần này đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tổng cộng có 20 quân đoàn, cho nên chia ra làm bốn đường. Tại sao lại chia ra bốn đường? Chẳng lẽ định đồng thời tranh đoạt bốn khối đại lục hay sao? Nghe vậy tính thần công chúa của Thần Thú Thế Giới có chút nghi hoặc hỏi lại. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, sau đó mới nói. 72 khối đại lục bị cấm chế đến lúc đó sẽ cùng lúc được mở ra. Lục Kinh Vân dẫn dắt năm quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 10. Phong Du Du dẫn dắt năm quân đoàn của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 12. Tĩnh Thần Công Chúa, Thần Hy, Hổ Y, các người cũng dẫn đầu năm quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt lục địa số 13. Ngừng lại một chút, Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người rồi nhìn về phía. Bác Cung Vô xong nói tiếp, năm quân đoàn khác của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới thì giao cho nàng, mục tiêu là khối đại lục thứ 14. Lục Thiếu Du nói xong, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, dường như có chút tò mò, vì sao đội ngũ thứ tư lại do Bắc Cung vô song dẫn đầu. Sư phụ, vậy người cùng Tiểu Long Sư Thúc thì sao? Thái An Nhi hoặc hỏi, chúng ta tự có sắp xếp, các người không cần lo lắng. Chỉ cần chú ý chính mình là được rồi, đến lúc đó trên bốn khối đại lục thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14 này sẽ có quân đoàn khác của thương khung minh giúp tới mọi người. Về sau các người sẽ biết rõ, muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn. Tiểu Long nhìn Thái A rồi mỉm cười nói, ánh mắt chấn động, dường như đối với việc này cực kỳ nắm chắc. Ta không biết chàng và Tiểu Long có sắp xếp thế nào, thế nhưng chàng và Tiểu Long phải cẩn thận. Bắc Cung vô song nhìn lục thiếu du lập tức nói, hồng hoang lệnh trên khối đại lục 14 thiếp sẽ cố gắng đoạt lấy. Có nàng ra tay, vấn đề sẽ không quá nhiều. Lục Thiếu Du mỉm cười, bằng vào tu vi của Bắc Cung Vô Song hiện tại, tăng thêm sự sắp xếp của hắn từ trước, Lục Thiếu Du phỏng đoán cũng không có bao nhiêu vấn đề tồn tại. Chỉ là những lời này của Lục Thiếu Du khiến cho cường giả cổ tộc và những người phụ trách các quân đoàn khác nghi hoặc. Dọc đường đi tuy rằng bọn họ chứng kiến Bắc Cung Vô Song ra tay, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không cảm thấy quá mạnh, có điều gì đặc biệt. Chương 4750, tranh đoạt, sắp xếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong lòng mọi người đều có chút khúc mắc, chỉ là đối với Lục Thiếu Du lại tuyệt đối tin phục, không có một chút hoài nghi nào. Cho dù không tin Bắc Cung vô song, thế nhưng bọn họ tin Lục Thiếu Du. Phụ thân, hồng hoang lệnh trên khối đại lục số 10 con tuyệt đối sẽ thu lấy. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên vẻ kiên nghị, Lục Thiếu Du cười cười, vỗ vai Lục Kinh Vân, dùng tu vi của Lục Kinh Vân hiện tại, huống chi còn có luân hồi hư vọng đao trên người, Lục thiếu du cũng không lo lắng ánh mắt lục thiếu du đảo qua từng người một lần sau đó mới nói thời gian cũng không còn nhiều lắm chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường tranh đoạt hồng hoang lệnh trong không gian tiêu điều màn đêm buông xuống lạnh lẽo như nước trên đỉnh núi cô độc lục thiếu du nhìn bầu trời đêm thâm thúy trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp và chấn động vẻ mặt cảm khái ai than nhẹ một tiếng nhớ tới tất cả mọi thứ đã trải qua sau khi tới đây trên khuôn mặt cương nghị của lục thiếu du cũng hiện lên vẻ thổn thức, cảm thán. Bắt đầu từ tên đại thiếu gia lục gia củi mục trên trấn thanh vân, hiện tại cho tới nguyên soái của thương khung minh, thánh chủ tuyên cổ điện. Ngẫm lại đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ khiến cho hắn thổn thức, giống như là một giấc mộng, thế nhưng tất cả lại hiển hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Nhìn lên trên trời cao, chẳng bao lâu sau, lục thiếu du thậm chí còn nghĩ tới, tất cả mọi thứ kiếp trước của hắn mới chính là cảnh trong mơ. Kiếp trước mới có hơn 20 năm, nhưng ở đời này hắn đã trải qua gần 2.000 năm, so sánh giữa hai kiếp mà nói, 20 năm chưa là cái gì. Nếu không cố ý nghĩ tới nó, lục thiếu dù thậm chí còn đã quên mình có ký ức kiếp trước. Từng bước một đi tới hiện tại, một đường nhấp nhô, gian khổ, thế nhưng lại luôn tiến lên, chưa bao giờ lục thiếu du lui về phía sau nửa bước. Từ đại thiếu gia lục gia khi trước cho tới nguyên soái của cả thương khung minh, lục thiếu du biết rõ thứ chống đỡ cho hắn chỉ là một tín niệm, đó là bảo vệ người bên cạnh hắn bảo vệ người quan trọng với hắn. Chính tín niệm này đã giúp hắn trèo trống cho tới tận bây giờ. Thiếu du, không gian xuất hiện một chút chấn động, một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện, người mặc bộ váy dài, thân thể mềm mại, đường cong lung linh động lòng người. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước nhẹ nhàng buộc ở sau đầu. Cố khí chất thanh nhã, xuất trần, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, người này chính là bác cung vô song. Lục thiếu du quay đầu lại nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện sau lưng, miệng khẽ mỉm cười, hai tay vươn ra nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực trong lòng thì thầm nghĩ một đường cùng nhau đi tới đây thu hoạch của hắn hơn trả giá rất nhiều gian khổ so ra vẫn kém hạnh phúc mà hắn đạt được ví dụ như nữ tử trước mắt bắc cung vô song bị nam tử này nhẹ nhàng ôm vào lòng nàng khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp mà rắn chắc kia hưởng thụ ôn nhu khó có được mãi một lúc lâu sau nàng mới nhẹ giọng hỏi lục thiếu du chàng đang suy nghĩ gì vậy không có gì ta chỉ tùy tiện cảm thán một chút mà thôi Lục Thiếu Du nắm tay Bắc Cung Vô Song, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay nàng lại lập tức mỉm cười với nữ tử trong ngực, hắn nói: "Nàng nói xem, nếu như lúc đầu ta không có đi tới Vân Dương Tông, nàng có thể trở thành thê tử của ta, trở thành mẫu thân của doanh nhi hay không?" Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song rúc vào trong ngực Lục Thiếu Du, nghe vậy nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Thiếu Du, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, nói: "Chàng còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta là tỷ tỷ của chàng." lúc trước trên vân dương tông, nếu không phải chàng. Nói được một nửa, bác cung vô song dường như khó có thể nói tiếp hai gò má đỏ ửng thẹn thùng, thế nhưng nhìn qua vô cùng vũ nghị. Giống như trở lại thời điểm lúc trước, lục thiếu du nhìn nữ tử trong ngực, mấy ngày hôm trước hắn đã bị nhị nữ mẫu đơn và tử yên trêu chọc khiến cho hắn khó có thể bình yên, lúc này hắn không cần phải nhịn nữa. Khóe miệng nở nụ cười ta, lập tức cúi đầu bao phủ bờ môi son mềm mại kia. Siêu, cùng lúc đó, áo bào xanh lục thiếu du khẽ quét qua, không gian nổi lên chấn động, thiên trụ giới lơ lửng xuất hiện, hai đạo thân ảnh mang theo hai chiếc lưỡi thơm tho đang dây dưa tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới lơ lửng trên ngọn núi, gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được xuân sắc tràn ra. Sáng sớm hôm sau, từ phía đông xuất hiện tia sáng mặt trời đầu tiên, dãy núi tiêu điều bao la giống như một cây thương sắt xuất hiện. Giữa không trung, vô số khôi lỗi tỏa giá lơ lửng trên không trung, rậm rạp, chằng chịt, phô thiên cái địa, gió nổi mây phun. Trên không trung, Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Linh, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Phong Bá Nam, Mạc Kinh Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lục Thiếu Hùng và những người khác lơ lửng trên không trung, từng đạo khí thức hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động, làm cho cả thiên địa nhộn nhạo, không gian lặng lẽ vặn vẹo. Xuất phát, giữa không trung, Lục Thiếu Du Lăng không đứng lơ lửng, áo bào xanh trên người tung bay, ống tay áo khẽ phất. Vâng, Lục Thiếu Du nói xong, vô số khí tức lập tức chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động, lập tức tiến vào trong khôi lỗi tỏa giá. Âm ầm, chỉ một thoáng, vô số khôi lỗi tỏa giá dập dạp, chẳng chịt giống như châu. Châu di chuyển, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho gió nổi mây phun, phô thiên cái địa phóng về phía trước. Hai người Lục Thiếu Du, Tiểu Long đạp không mà đứng, mắt nhìn cảnh tượng rung động trước mắt, trong mắt cũng có chút chấn động. Một hồi đại chiến kinh thiên, vô cùng căng thẳng sắp diễn ra mãi một lúc lâu sau khi xu thế mênh mông cuồn cuộn kia rời xa tiểu long mới thu hồi ánh mắt nhìn lục thiếu du nói lão đại thời gian của chúng ta có lẽ cũng không còn nhiều a à. đúng vậy không còn nhiều lắm đệ sao rồi có nắm chắc với chuyện hồng hoang lệnh kia hay không lục thiếu du nhìn tiểu long hỏi thế nhưng hắn cũng lập tức mỉm cười lắc đầu tuy rằng lần này có chút đặc thù thế nhưng bằng vào thực lực và thiên phú của tiểu long sợ rằng muốn thất bại cũng khó hắc hắc chúng ta lại so xem ai nhanh hơn a à. Tiểu Long cười hắc hắc, thè lưỡi ra liếm môi mình. Tự nhiên hắn không có lo lắng một chút nào, ngược lại ánh mắt khẽ đảo, hỏi Lục Thiếu Du. Lão đại, kế hoạch của chúng ta tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì sao phải lựa chọn đại lục từ số 10 tới số 14 cho đám người vô song tỷ, mà không phải là những đại lục khác? Từ trong tin tức của Thương Khung Minh mà nói, từ đại lục số 10 tới số 14 lần trước đều là của người Thiên La Minh, thực lực ở lần trước đều không cao không thấp. Tính toán là trung đẳng, người thiên la minh có lẽ cũng không phòng bị, bày ra thủ đoạn ở mấy khối đại lục này, cũng không sắp xếp thủ đoạn trên hồng hoang lệch, bởi vì cửa ải cuối cùng này người bình thường trong thương khung minh đều khó có thể vượt qua. Dựa theo những năm qua mà nói, người thương khung minh chủ yếu thích tranh đoạt những khối đại lục đầu tiên, những khối đại lục chủ yếu trong tay thiên la minh. chương 4751, một mình hành động một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho nên người thiên la minh lần này nhất định sẽ phòng ngự những hồng hoang lệnh trên những đại lục trọng yếu mà thương khung minh những năm qua thường tranh đoạt, mà sẽ không phòng ngự những đại lục có thực lực trung đẳng cùng với những hồng hoang lệnh có chủ nhân có thực lực trung đẳng. Bởi vậy hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, lục thiếu dù còn chưa nói xong tiểu long lập tức hiểu ra. Còn lại phải dựa vào chúng ta, lục thiếu du mỉm cười, liếm liếm môi, trong mắt mơ hồ lại hiện lên sát ý. Trường bào màu vàng trên người tiểu long run lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói. Lần này tới phiên thiên la minh khóc, sợ rằng biểu lộ trên khuôn mặt bọn chúng khi đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc a à. Thiên la minh, lần này bọn chúng sẽ phải trả một chút tiền lãi sớm. Lục thiếu du thì thảo nói, khoản sổ sách giữa hắn và thiên la minh đã rất dài, lần này cũng nên đi lấy một chút lãi. Siêu siêu, một lát sau, hai đạo thân ảnh một xanh một vàng phá không rời đi. Trên thượng thanh thế giới, trong mật địa thiên giới, trong một đình viện phong cách cổ xưa, tay phong hành thiên chủ nắm một khối ngọc giản tin tức, quang mang trên ngọc giản dần dần ảm đạm. Hai mắt đang khép hờ của hắn cũng mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như vô biên vô hạn, trong mắt hiện lên sự chấn động, khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì, băng thiên bên người phong hành thiên chủ lập tức hỏi phong hành thiên chủ. Ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mái tóc dài màu trắng trên đầu phong hành thiên chủ tung bay, ánh mắt thâm thúy khẽ thở dài, nói. Trên đại hội tranh đoạt hồng hoang, Tiểu tử Lục Thiếu Du kia trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh. Cái gì? Nghe vậy trên khuôn mặt tuấn lãng của Băng Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói: "Tiểu tử này, quả thực lại tỏa sáng ha. Bao nhiêu năm qua Thương Khung Minh còn chưa từng xuất hiện qua nguyên soái nha." Trên đại hội tranh đoạt hồng hoang, ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh phân biệt là người dạ xoa tộc, La sát tộc, Tu La tộc mạnh mẽ xông tới. Người trong Thương Khung Minh không có ai có thể ngăn cản. Cuối cùng ba người Lục Thiếu Du Long Huyền, Dương Quá ra tay, một chiêu diệt ba tam nguyên hóa hồng kia, cho nên đã trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh. Phong Hành Thiên Chủ nói xong, trên khuôn mặt già nua vừa mừng vừa lo lắng, nói chung là nửa vui nửa buồn. Tiểu tử này tỏa sáng như vậy, danh tiếng ngày càng lớn, thế nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện hoàn toàn tốt ra. À? Trên khuôn mặt tuấn lãng của băng thiên cũng hiện lên nụ cười khổ. Quả thực không phải là chuyện gì tốt, vạn nhất đến lúc cuối những lão gia hỏa kia chơi xấu, sợ rằng chúng ta sẽ vô cùng phiền phức. Phong Hành Thiên chủ cười khổ, danh ngạch đến tay, hắn cũng không muốn bị người khác sâu xé, lần này đối với thượng thanh thế giới mà. Nói, đặc biệt quan trọng, trước tiên không cần quá lo lắng, tiểu tử kia cũng không phải kẻ đần, hắn rất tinh minh, cứ xem hắn sắp xếp thế nào vậy. Băng Thiên nói xong, nhìn Phong Hành Thiên chủ một hồi rồi nói, kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, bao nhiêu năm qua thương khung minh còn chưa xuất hiện một hậu bối khiến cho tất cả mọi người thần phục. Tiểu tử Lục thiếu du này quả thực không phải là bình thường thượng thanh thế giới chúng ta rốt cuộc cũng qua những ngày cực khổ nghe vậy phong hành thiên chủ cũng mỉm cười trên khuôn mặt già nua những nếp nhăn hiện tại giống như những cánh hoa giãn ra nói tiểu tử này quả thực không phải là người bình thường nguyên soái thương khung minh còn chưa đủ không biết có thể đi được tới cuối cùng hay không mới là quan trọng ta tin rằng hắn có thể đi tới được băng thiên nói khí tức băng hàn quanh thân như ẩn như hiện chấn động trong mắt hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối quần sơn trong không gian tiêu điều tràn ngập khí tức vắng vẻ. Trên đỉnh một ngọn núi sừng sững có một thanh niên đang đứng, thanh niên này tuấn mỹ tuyệt luân, mái tóc đen nhánh búi thành búi sau đầu, thân thể thon dài giống như một cái cọc, làn da trắng nõn, trên người mặc một bộ y phục màu xanh da trời. Nam tử này lẳng lặng đứng đó, chắp tay mà đứng, hai mắt khép hờ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên trời xanh, khuôn mặt nở nụ cười mê hoặc, lúc này giống như hắn đang đắm chìm trong thế giới mà mình tạo ra vậy. Tất cả chuẩn bị tốt chưa? bỗng nhiên nam tử này mở miệng nói thế nhưng ngay cả con mắt cũng không mở ra thanh âm cũng mở mở ảo ảo cực kỳ dễ nghe khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái siêu siêu nam tử này nói xong lập tức có mấy thanh niên nam nữ đáp xuống một cỗ khí tức âm hàn chấn động khiến cho cả phiến không gian chung quanh run lên nguyên soái đã chuẩn bị tốt tất cả đại quân của các tộc các đại thế giới đều đã tập kết một thanh niên bất phàm nói ánh mắt khi nhìn về phía nam tử tuấn mỹ kia tràn ngập vẻ kính phục tuyệt đối Siêu siêu, hai con mắt khép hờ của nam tử tuấn Mỹ này lập tức mở ra, trong đôi mắt dưới đôi mày kiếm kia hiện lên quang mang mở ảo, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến cho người ta không dám xem thường. Hắn lập tức cúi đầu, nhìn trời cao mỉm cười nói. Ba người lục thiếu du, Long huyền, dương quá kia đều bất phàm. Nhưng mà thực lực của thương khung minh kém nhiều như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể tranh đoạt được mấy khối hồng hoang lệnh, giao thủ chính thức hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trong không gian minh mông, khí tức tiêu điều, điều lan tràn, lại một buổi chiều lặng lẽ đi tới, ánh trời chiều như máu, quang mang màu hồng bao phủ những dãy núi hưu quạch, quỷ dị không nói nên lời. Dường như cả thiên địa này lúc này cũng cảm giác được sắp xảy ra một hồi đại chiến, trong hư không, trong lúc mơ hồ còn có khí tức huyết sát tràn ngập. Xoẹt, trên một ngọn núi, trên không trung lập tức xuất hiện chấn động. Trên không trung yên tĩnh tức thì xuất hiện chấn động, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cao ngất màu xanh cùng với một đạo thân ảnh mặc áo bảo màu vàng lặng lẽ xuất hiện trên không trung này thân ảnh mặc áo bào xanh này có khuôn mặt cương nghị, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười ta, trong ánh mắt thâm thúy có khí tức viễn cổ, mang hoang nhàn nhạt chấn động. Thanh niên mặc áo bào màu vàng kia có ánh mắt thâm thúy mà đen nhánh, trong nghi tâm có ấn kỳ tà dị, một cỗ khí thế hoàng giả trên người lan tràn ra. Đây chính là hai người Lục Thiếu Du và Tiểu Long, hai người một đường chạy tới đây, ven đường thuận tay diệt sát cường giả trong đại quân Minh Linh, tuy rằng có chút trì hoãn, thế nhưng bằng vào tốc độ của hai người, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Long nhìn chung quanh, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, còn 5 ngày nữa là này 72 khối đại lục mở ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Được, đến lúc đó gặp lại. Lục Thiếu Du gật gật đầu, thân ảnh hai người lần nữa phân ra làm hai hướng bất đồng mà di chuyển, chỉ sau một cái lóe lên đã biến mất trên không trung. Chương 4752, một mình hành động 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 3 ngày sau, trong không gian tiêu điều nổi nên chấn động, thân ảnh lục thiếu du hiển hiện, ống tay áo run lên, gợn sóng không gian sau lưng chấn động. Phía trước chính là đại lục số một sao, lơ lửng giữa không trung, lục thiếu du nhìn không gian phía trước, thì thào nói. Đại lục số một, một ngàn năm trăm năm trước chính là người của ma tộc. Trong thiên la minh nắm hồng hoang lệnh, một ngàn năm trăm năm trong hồng hoang điện, không biết bằng vào thực lực nhị nguyên hóa hồng lúc trước hiện tại đã tới mức nào. Thì thào nói xong, mũi chân lục thiếu du điểm nhẹ hư không, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía trước, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất giữa không trung. Trong mấy ngày này, một đường chạy tới 72 khối lục địa, mục tiêu của Lục Thiếu Du là khối lục địa số 1. Trên đường đi hắn gặp không ít đại quân minh linh, Lục Thiếu Du cũng không muốn chỉ hoãn, chỉ là hắn cũng không muốn khách khí một chút nào. Chỉ cần gặp đại quân minh linh là hắn sẽ cùng với Tiểu Long trực tiếp diệt sát người có thực lực mạnh nhất trong đại quân đó. Mỗi một lần đều khiến cho đại quân hàng ức người bàng hoàng, hoảng sợ bất an, nhưng lại không ai có thể ngăn cản. Một lát sau, trong một sơn mạch bao la, thân ảnh lục thiếu du lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên không trung. Mắt nhìn một mảnh đại quân minh linh hàng ức người che khuất bầu trời phía trước, hai hàng lông mày cao lại. Linh hồn lực nhạy cảm của lục thiếu du có thể phát hiện ra khí tức âm hàn phóng lên trời so với những đại quân minh linh trước đó mạnh mẽ hơn. Luận thiên phú và thực lực bản thể, lục thiếu du càng cảm nhận ra được, nhân tộc và thú tộc đều không có cách nào so sánh với minh linh chủng tộc mà nhân tộc, thậm chí ưu thế trên phương diện bản thể còn không mạnh bằng thú tộc. Trong đại quân rậm rạp, chẳng chịt che khuất bầu trời tràn ngập khí tức âm hàn chấn động. Coi như là cường giả có thực lực tuyệt đối cường hãn xông vào, một khi bị bọn chúng điên cuồng vây công, sợ rằng cho dù có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng phải có lúc chân tay luống cuống. Nếu như là ngàn vạn nhị nguyên hóa hồng vây khốn một tứ nguyên hóa hồng, đều là công kích điên cuồng không muốn sống, hậu quả không. Cần phải nói, dù bằng vào tu vi tứ nguyên hóa hồng, cũng không nhất định là có thể thoát thân ra được, mà bị đánh chết cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thậm chí nếu như tam nguyên hóa hồng có vận khí kém một chút, một khi bị ngàn vạn nhị nguyên hóa hồng vây công, hơn phân nửa sẽ bị chu sát triệt đề. Nhìn mảnh đại quân minh linh đông nghịt, che khuất bầu trời, lục thiếu dù cũng biết rõ gần đây không có đại quân của thương khung minh, chỉ có đại quân minh linh ở đây. Cả đại quân thương khung minh cũng sẽ không đi tới nơi này. Siêu, một lát sau, trong sơn cốc, mấy minh linh đang canh gác bị diệt sát, lặng lẽ không một tiếng động. Lòng bàn tay lục thiếu du run lên, mấy hồn anh trực tiếp bị cắn nuốt vào trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc hắn thi triển siêu linh thuật. Khi thôn vệ xong mấy hồn anh kia, khóe miệng lục thiếu du mỉm cười, thân thể bắt đầu nhúc nhích, trong giây lát trực tiếp hóa thành bộ dáng của một dạ xoa nhất tộc là thủ lĩnh đám người vừa rồi. Sát khí u ám quanh thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, không chê vào đâu được, không ai có thể nhìn ra được sự khác biệt. Hồng hoang lệnh, lục thiếu du thì thảo nói, thân ảnh giả dạ xoa nhất tộc của hắn lập tức đi vào trong đại quân phô thiên cái địa cách đó không xa. Đi vào trong đại quân minh linh đông nghịt, đêm tối, quần sơn, trên một ngọn núi cô độc. Một đạo thân ảnh màu tím vàng xuất hiện trên đỉnh núi này, trong hai con mắt có khí tức huyết sát âm hàn tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta tự dưng rung động. Người có thân ảnh màu tím vàng này có khuôn mặt gương nghị, đây chính là bộ dáng của lục thiếu du. Trong tay nam tử giờ phút này đang nắm một nam tử nhất nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc đang bị cấm chế khóe miệng lục thiếu du nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, khí tức huyết sát âm hàn tràn ngập, thì thảo nói. Tới ngươi, nói xong, đạo thân ảnh lục thiếu du này đột nhiên hóa thành lưu quang chói mắt, khí tức huyết sát âm hàn lan tràn ra. Siêu, trong nháy mắt, lưu quang âm hàn trực tiếp tiến vào trong nghi tâm của nam tử nhất nguyên hóa hồng vệ hồn nhất tộc kia. Ánh mắt của nam tử vệ hồn nhất tộc này tràn ngập vẻ kinh hãi, thế nhưng lúc này toàn thân bị cấm chế, không thể nào dẫy dụa được một chút nào, chỉ có trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, đồng tử co rút lại, càng ngày càng kinh hãi. Siêu siêu, một lát sau, không ít thân ảnh bay vào tới, không ít thanh niên nam nữ của minh linh chủng tộc có bộ dáng kỳ lạ, giữ tợn xuất hiện trên đỉnh núi cô độc này. Người yếu nhất cũng có khí thức tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đại bộ phận đều là nhất nguyên hóa hồng, mạnh nhất lại là ba người nhị nguyên hóa hồng. U tư, ngươi sao rồi? Ngươi chạy tới đây làm gì vậy? một nữ tử phệ hồn nhất tộc có tu vi nhị nguyên hóa hồng nói với nam tử giữ tận đờ nác khoanh chân ngồi trên ngọn núi này, đồng thời ánh mắt đánh giá chung quanh. Ta có cảm giác dường như muốn đột phá, cho nên mới tới đây lĩnh ngộ mộ một chút. Ai ngờ cơ hội chợt lóe lên thì lại không có cách nào đột phá. Nam tử phệ hồn nhất tộc đang khoanh chân ngồi lập tức đứng dậy, nhìn ba người có tu vi nhị nguyên hóa hồng hành lễ, nói. Bái kiến ba vị thống soái thì ra là cảm giác sắp đột phá sao? xem ra ngày ngươi đột phá nhị nguyên hóa hồng cũng không xa. Ngày mai đại lục sẽ mở ra, người thương khung minh còn chưa thấy bóng dáng. Tất cả đều cực kỳ quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Nữ tử phệ hồn nhất tộc nói với người này, thanh âm hàn sắc bén khiến cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Biết rồi thống soái, nam tử này gật đầu cung kính đáp, siêu siêu, từng đạo thân ảnh rời khỏi ngọn núi rồi biến mất, quần sơn liên miên không ngớt, một mảnh tiêu điều trong một sơn cốc lúc này lại có một cỗ khí thức âm hàn nóng bỏng chấn động rồi lan tràn nhưng lại khiến cho người ta khó có thể dò xét trên vách núi đá dựng đứng của sơn cốc có một đạo thân ảnh mặc áo lam khoanh chân ngồi hai mắt nhắm chặt thế nhưng quanh thân lại có một cỗ khí thức âm hàn và nóng bỏng nhàn nhạt cùng tồn tại trong lúc mơ hồ khuếch tán khiến cho không gian nổi lên rung động chấn động kỳ lạ vì sao không thấy người thương khung minh tới đây thông soái đã đi dò xét khắp nơi đều không nhìn thấy người thương khung minh chuyện này thật là quái dị, chẳng lẽ người thương khung minh không có ý định tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Thời gian hai ngày dần dần trôi qua, trong đại quân minh linh thi thoảng lại có người thấp giọng nghị luận. Trên đường đi cũng không thấy bất luận, một kẻ nào trong thương khung minh, chuyện này khiến cho tất cả đại quân minh linh chờ tranh đoạt đại lục số một đều nghi hoặc không thôi. Trong mấy ngày này, không ngờ lại hoàn toàn không thấy được người thương khung minh. mươi 4753, cấm chế biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong đại quân minh linh, một tu luyện giả của giả dạ xoa nhất tộc nhìn đội hình cực lớn tràn ngập khí thức tu la và la sát trong đại quân minh linh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu la nhất tộc và la sát nhất tộc này nam tử đều xấu xí vô cùng. Bộ mặt dữ tợn khiến cho người hoảng sợ, thế nhưng nữ tử của tu la nhất tộc và la sát nhất tộc lại khác, bất luận một ai đều có thân thể mềm mại, khiến cho người ta phát hỏa, ngũ quan tinh xảo. Phóng mắt nhìn lại, Bất luận một nữ tử nào của Tu La nhất tộc và La Sát nhất tộc nếu như đặt ở trong nhân tộc mà nói, đều mỹ mạo vô cùng. Người nổi bật trong đó càng mỹ mạo vô song, mà ngay cả những nữ tử tuyệt mỹ đỉnh tiêm trong nhân tộc so với người của hai tộc này mà nói, sau so ra vẫn kém cỏi. Trên Không Trung Sơn mạch thi thoảng có cường giả Minh Linh bay qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không có người thương khung minh xuất hiện khiến cho đại quân Minh Linh này lập tức cảm thấy bất an. Trước đại quân Minh Linh chính là một bình chướng không gian cực lớn giống như một thâm uyên cực lớn trong không gian lơ lửng trên không trung, tựa như rãnh trời vắt ngang qua phiến thiên địa này. Trước thâm uyên, trong không gian bao la có một mảnh xương trắng lơ lửng trên không trung, cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, vô biên vô hạn, muôn hình vạn trạng. Giống như đây là tận cùng của thế giới, một mảnh trắng xóa. Đồng thời còn có một cỗ khí tức tiêu điều, điều lan tràn. Nhưng trước không gian trắng xóa lúc này gợn sóng trong không gian lại lắc lư ngập trời, khiến cho cả không gian chung quanh vặn vẹo trong không gian đang vặn vẹo kia có một cỗ khí tức kinh khủng giống như một ngọn núi lớn trong lòng mọi người đang nhanh chóng tràn ra ngoài không gian vặn vẹo lúc này có vô số cường giả minh linh trẻ tuổi đạp không mà đứng thế nhưng cũng không dám tới quá gần đại lục số một ngày còn chưa mở ra ai cũng không dám tự tiện xông vào dưới áp lực cực lớn của không gian đang vặn vẹo kia người thực lực thấp một ít căn bản không dám tới gần càng tới gần áp lực càng lớn giống như sắp bị lực lượng không y gần vô hình ép tới bạo thể Người có tu vi hóa hồng cảnh bình thường một khi bị lan tới mà nói, sợ rằng cũng chỉ có bị thần hồn câu diệt. Siêu siêu, không gian vặn vẹo kia lúc này bắt đầu nổi lên chấn động từng đợt, khiến cho không gian chung quanh khẽ lay động. Không gian trắng xóa kia vạn vẹo rồi chấn động, hai mắt của vô số cường giả minh linh trẻ tuổi lặng lẽ chuyển thành đỏ thấm. Bởi vì hồng hoang lệnh trong này đủ để khiến cho người ta điên cuồng, ai có thể nhận được hồng hoang lệnh, cho dù là không thể tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện ở cuối cùng, vậy thì cũng có thể công thành danh toại có thể quật khởi trong 3.000 đại thiên thế giới, còn có thể vì đại thế giới sau lưng mà tranh thủ được bốn danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, từng đạo khí thức âm hàn chấn động, cả không gian thiên địa ầm ầm run dày. Siêu siêu, vô số cường giả nam nữ trẻ tuổi của các tộc minh linh lúc này thả người nhảy ra, tiếp đó lơ lửng trước cấm chế không gian kia. Thời gian có lẽ cũng sắp tới, cấm chế tiêu trừ, chúng ta có thể tiến vào đạt được hồng hoang lệnh. Quái lạ, vì sao chung quanh còn không thấy đại quân thương khung minh, chẳng lẽ đám nhân tộc và thú tộc này đã bị dọa nên không dám tới sao? Nhân tộc nhỏ bé quỷ kế đa đoan, chú ý đề phòng, không nên để cho đám nhân tộc và thú tộc này có cơ hội. Trước cấm chế không gian, đám cường giả đầu lĩnh của đại quân minh linh nghi hoặc nghị luật, sát khí âm hàn trên người lan tràn, thực lực đều cường hãn vô cùng. Từng cỗ khí thức hội tụ khiến cho cả thiên địa không ngừng nổi lên chấn động. Ken két, lúc này, giữa không trung run run, trong xương trắng nổi lên sóng to gió lớn. Mà trong ánh mắt của mọi người có mặt, không gian trong xương trắng đang vặn vẹo kia đã bắt đầu dạn nứt, một cỗ khí thức cổ xưa, tiêu điều lan tràn. Chúng cường giả nam nữ trẻ tuổi của Minh Linh lúc này đều không tự chủ được mà lùi về phía sau một chút. Dưới cỗ khí thức tiêu điều kinh khủng kia dường như ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Phanh phanh. Cùng lúc trong sơn mạch vô số người trong đại quân Minh Linh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn cấm chế không gian cùng với xương trắng bao la giống như không có tận cùng kia. Hô hấp trở nên rồn rập, tim đập nhanh hơn, rầm rầm, suốt cuộc trên cấm chế không gian đang vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động kịch liệt. Đột nhiên, cả phiến không gian bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Một cỗ khí thức cổ xưa rung động nhân tâm tràn ngập ra trời cao, giống như một cơn lốc. Phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, dưới loại ảnh hưởng của khí thức này khuếch tán, không gian vặn vẹo chấn động lúc này đã chấn động tới tình trạng khủng bố, giống như cả thiên địa lúc này run rẩy. Cấm chế sắp biến mất, đại lục số 10 sắp mở ra. Tất cả đệ tử cẩn thận, đại lục sắp mở ra. Đại quân Minh Linh cũng từ cửa khác tiến vào, một khi gặp được giết không tha. Giết không tha, trên một bình nguyên hoang vu, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Phá Thổ, Truy Mệnh, Thái A, Mạc Kinh Thiên, Tịnh Vô Ngân, đám người này bắt đầu hành động vô số người sau lưng hai mắt đỏ thấm, khí tức sát phạt bắt đầu khởi động, tiếng chém giết quanh quẩn trời cao. Siêu siêu, trong không gian bao la, cấm chế không gian vặn vẹo đột nhiên run lên, tiếng đó lập tức nghe được tiếng răng rắc vang lên từng đợt. Âm ầm, đột nhiên không gian vặn vẹo vỡ nát, năng lượng minh mông cuồn cuộn lan tràn ra, không gian rung rung không ngớt, gợn sóng không gian vô tận trực tiếp rung động, lan tràn ra bốn phía. Tiếp đó, trên không trung xuất hiện một khối đại lục to lớn ở phía xa có thể nhìn thấy được quần sơn trùng điệp, sơn mạch liên miên không ngớt, cũng giống như nơi này đều tiêu điều. Chỉ là bên trên lại có thêm khí tức cổ xưa, viễn cổ lan tràn, thẩm thấu ra không gian. Cấm chế biến mất, đại lục xuất hiện, tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết. Tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết. Sâu trong thương khung chiến trường, bốn phía 72 khối đại lục bị cấm chế lúc này có vô số đạo thân ảnh dập dạp chấp động, mang theo. Tiếng xé gió phô thiên cái địa, từng đạo thân ảnh lập tức phóng về phía đại lục trước mắt từng đạo thân ảnh giống như châu chấu xẹt qua, dập dạp, chằng chịt, che khuất bầu trời, nhìn không thấy giới hạn, khí tức khủng bố khiến cho thiên địa run rẩy dữ dội không thôi. Một cỗ khí tức phóng lên trời, từng ánh mắt đỏ hồng, trong sát na này, đại chiến chính thức bạo phát, hết sức căng thẳng. Trung quanh đại lục số 1, cấm chế xung quanh không gian vặn vẹo biến mất, một khối đại lục bao la khôn cùng từ từ hiển hiện lên trong mắt mọi người. Âm ầm, không gian trong cả sơn mạch lập tức bộc phát ra khí tức khiến cho lòng người run sợ, đại quân minh linh phô thiên cái địa trong thoáng chốc khởi động, khí tức âm hàn khủng bố phóng lên trời, đem tất cả gợn sóng trong phiến không gian này bị tách ra. chương 4754, chém giết khủng bố. Chuyện được thực hiện bởi audio com Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào trên đại lục số 1, từng ánh mắt bắt đầu đỏ rực, khí tức âm hàn chấn động đột nhiên bạo động. Sông lên thôi, tranh đoạt hồng hoang lệnh, tranh đoạt hồng hoang lệnh, sông lên A, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, Vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt giống như châu chấu vận chuyển, lập tức liên tục không ngừng tiến vào trong đại lục số 1, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Xông lên, những người dẫn đầu trong đại quân Minh Linh giờ phút này trong mắt cũng hiện lên vẻ đỏ ửng, cùng lúc thân ảnh khẽ động, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang trực tiếp phi vào trong đại lục số 1. Trong đại lục số 10, số 12, số 13 và số 14. Đại quân Phô Thiên cái địa hai bên gặp nhau, bất kể nào của phương nào Sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. 72 khối lục địa mặc dù lớn, thế nhưng cũng không quá lớn tới đâu. Giết, đánh chết Minh Linh, giết không tha, diệt sát tất cả nhân tộc và thú tộc, giết. Trong đại lục số 10, số 12, số 13, số 14, Đại quân Thương khung Minh và Thiên La Minh gặp nhau, hai mắt đỏ rực. Khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, căn bản không có nhiều lời, trực tiếp đối chiến, chém giết lẫn nhau. Rầm rầm rầm, Đại quân va chạm tiếng năng lượng va chạm trầm thấp lập tức vang vọng, bộc phát trong sơn mạc liên nguyên. Các loại công kích mang theo năng lượng áo nghĩa giống như cơn mưa to lướt đi. Một mảng lớn năng lượng giống như phóa hoa khuếch tán ra chung quanh. Giết, trên đại lục số 10, lục kinh vân, lục linh dẫn theo đại quân lục ra chém giết, cường giả toàn lực ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ chậm trễ, dài dòng nào. Xoẹt, những nơi đi qua, vô số minh linh tan thành mây khói, linh tinh lơ lửng. Trên không trung minh linh đáng chết, tất cả đi chết đi. Trong đại quân, tiếng chém giết nương theo nguyên lực cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa này. Trong mắt nhân tộc và thú tộc lúc này đều tràn ngập sát ý, hai mắt đỏ rực, sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, từng đạo công kích trực tiếp lướt đi. Giết, trên đại lục số 12, các quân đoàn dùng đám người phong du du, phong bá nam, hoàng giật, lôi tiểu thiên, đường dần xuất động, chúng cường giả lướt đi, vô số đại quân minh linh rậm rạp, chẳng chịt liều chết hỗn chiến với nhau. Ngao, giống, ô, trên đại lục số 13, từng tiếng gầm gừ vang vọng, đại quân thú tộc trong thái hoàng thế giới trực tiếp thúc dục bản thể, thân thể khổng lồ xẹt qua trời cao, giết gào rung trời. Phệ hồn linh thân, lang linh chân thân, âm linh chân thân, trong đại quân ma linh chủng tộc cũng có từng đạo thân ảnh hóa thành thân thể khổng lồ, giữ tợn. Khí tức âm hàn khủng bố điên cuồng khởi động, hung hăng va chạm với đại quân nhân tộc, thú tộc, tiếng va chạm khủng bố vang vọng trên không trung. Giết, trên đại lục số 14, Bắc Cung vô song, Hổ Sư, Thái A, Cuồng Thử. Vân Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Lý Tương và những người khác cùng với đại quân của Thượng Thanh Thế Giới gặp đại quân Minh Linh, trực tiếp chém giết dung trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, lập tức bạo liệt. Trận pháp hợp kích, chiến hạm chuẩn bị, trên không trung, thân ảnh Thái A đạp giữa không trung, lệnh kỳ trong tay khẽ phất, vô số phi hổ chiến hạm cấp 5 tòa thân màu vàng, bí văn quanh quẩn, khí tức mạnh mẽ giống như hung thú ngập trời lơ lửng trên tầng trời thấp, thậm chí còn xuất hiện một ít chiếm hạm cấp 6. Siêu 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 siêu, cùng lúc này, trong lục gia quân có từng đạo lưu quang phóng lên trời, nhanh chóng bành trướng thành từng chiếc chiến hạm khổng lồ, giống như từng đầu hung thú vô cùng khổng lồ lơ lửng trên không Gina, vô số khí tức hung hãn khuếch tán, khiến cho năng lượng trong phiên thiên địa này chấn động kịch liệt, không gian run rẩy. Bày trận, Thái A nhìn một mảnh đại quân minh linh đông nghịt trước mắt, lệnh kỳ khẽ phất, vô số chiến hạm lập tức ầm ầm hợp thành đại trận công kích hống 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 trong vô số chiến hạm phi hổ chiến hạm càng thêm hung hãn tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra khiến cho không gian ầm ầm rung động khí tức sát phạt bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ thiên địa cái miệng đen ngòm giống như họng pháp nhằm về phía đại quân minh linh phô thiên cái địa siêu 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 trong vô số chiến hạm lập tức có từng đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra quang mang trói mắt vô cùng căn bản không cần nhắm kỹ mà trực tiếp rơi vào trong đại quân minh linh, ngay. Sau đó quang mang trực tiếp nổ tung, phanh 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 phanh, phanh. vô số tiếng nổ giống như tiếng sấm sét trầm thấp vang vọng, vô số đại quân minh linh bị diệt sát, linh tinh cũng bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Giết, tại một chỗ trong đại lục, áo choàng màu đỏ trên người vũ thoát phàm tung bay, khẽ phất tay một cái. Đại quân hàng ức người sau lưng xuất động, nguyên lực thuộc tính thổ trên thân thể hắn cuồn cuộn tràn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa thân thể xé rách không gian trước mắt, nhanh chóng đánh về phía đại quân Minh Linh. Xiết không tha, trên bình nguyên bao la, nhược vô trần mặc y phục trắng như tuyết, tuy nhiên trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lại có hàn ý bắn ra. Hàng ước người trong đại quân nhân tộc, thú tộc sau lưng xuất động, đánh về phía trước. Nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian tràn ngập năng lượng minh mông cuồn cuộn, bao phủ đại quân bao la cuồn cuộn, rậm rạp chẳng chịt phía dưới. Trận pháp hợp kích chuẩn bị, giết. Trên một khối hải vực cực lớn, Tịch Thiên Vũ phát tay nói, đại quân nhân tộc, thú tộc sau lưng ngưng tụ thành đại trận hợp kích, khí thức minh mông cuồn cuộn khiến cho không gian chấn động giống như sơn băng địa liệt, tiếng chém giết vang vọng trời cao. Đi chết đi, bản thân Tịch Thiên Vũ cũng không có chút do so dự nào, áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn ra thiên địa, giống như thôn vệ tất cả sinh cơ. Thân thể trực tiếp đánh về phía một nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc. Trên không ít đại lục, giờ phút này đám người kim hổ, Ngưu Trĩ, Diễm Hân, Tam Mộ Kỳ xuất lĩnh đại quân trực tiếp phóng tới đại quân Minh Linh. Đại quân Minh mông cuồn cuộn gặp nhau, từng đạo quang trụ mang. Theo năng lượng cường hãn hung hăng va trả, giết, giết sạch đám nhân tộc, thú tộc của thương khung Minh này. Vô số khí thức âm hàn khủng bố tuôn ra, vô số năng lượng âm hàn dưới công kích này không gian ven đường trực tiếp rạn nứt. Chiến hạm, trận pháp hợp kích, giết, diễm hân mặc khải giáp màu xanh ra trời, quanh thân thể mềm mại, linh lung kia giờ phút này tràn ngập khí tức nóng bỏng khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh ẩm ẩm rung động. Tư thái hiên ngang, điều binh khiển tướng không kém bất luận một nam nhân nào. Loại nữ tử như vậy, đủ để so sánh với nhị nữ Lam Linh, Vân Hồng Lăng. Âm ẩm ầm, Diễm Hân dứt lời, trong quân đoàn của nàng cũng có vô số chiến hạm tạo thành đại trận hợp kích, năng lượng khủng bố đánh ra. Cả phiến không gian to lớn trước mắt ẩm ẩm vỡ nát. Trung quanh xuất hiện hư không, thanh âm trầm thấp, bạo liệt kinh người không ngừng vang vọng chương 4755, biến cố của phệ hồn nhất tộc 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xoẹt, dưới từng đạo năng lượng khủng bố này, không gian thiên băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo rung động tạo thành hình vòng cung lan tràn ra chung quanh thiên địa. Giống như có vô số pháo hoa đột nhiên nổ tung, một mảng lớn đại quân minh linh dưới lực lượng hủy diệt này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Cũng không biết ở nơi nào có một đội hình khủng bố, khói độc ngập trời lan tràn, tràn ngập mùi gay mũi, khó ngửi độc khí bao phủ nguyên lực ăn mòn linh hồn giống như là khắc tinh của minh linh những nơi nó đi qua vô số minh linh hóa thành sương mù dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ cưỡi một đầu phi thiên ngô công cực lớn giống như la sát kịch độc kinh khủng kia khiến cho minh linh chạy trốn mất dạng không dám động vào tại sao lại có đại quân nhiều tộc như vậy chúng ta mắc lừa rồi rất nhiều đại quân thú tộc tại sao lại nhiều như vậy tại sao đại quân nhân tộc lại càng ngày càng nhiều trong chém giết kinh thiên động địa trong đại quân minh linh bỗng nhiên có người phát hiện ra, đại quân thương khung minh càng ngày càng nhiều. So với đại quân của minh linh mà nói, tuyệt đối không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần, sợ rằng còn có thể nhiều hơn gấp trăm lần. Đại quân nhân tộc, thú tộc rậm rạp chẳng chịt, dần dần vây quanh đại quân minh linh, dưới tình huống nhiều hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, đại quân minh linh lập tức rơi xuống hạ phong, thảm thiết vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Những người của thương khung minh này điên rồi sao? Tại sao lại có nhiều người tràn lên một khối đại lục như vậy? Thương khung minh này xảy ra chuyện gì vậy? Không tranh đoạt những khối hồng hoang lệnh khác sao? Tại sao lại toàn bộ đi tới một khối đại lục như vậy? Trên vô số đại lục, cường giả đại quân Minh Linh nhìn vô số đại quân của thương khung minh từ bốn phương tám hướng, dậm dạp chẳng chịt kéo tới, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là cả đại quân thương khung minh đều tập trung vào trên một khối đại lục vậy. Ồ, tại sao người thương khung minh lại không thấy? Xảy ra chuyện gì? hoàn toàn không thấy người thương khung minh, những người thương khung minh này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao? Không dám tới tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cùng lúc này, trên các đại lục còn lại, khí tức âm hàn phô thiên cái địa tuôn ra, đại quân minh linh lao tới những đại lục vừa được phá bỏ cấm chế, thế nhưng sau khi tới đại lục cũng không thấy đại quân thương khung minh, cả đám không khỏi nghi hoặc. Trên một đại lục khác, trước hàng ước đại quân minh linh có một nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân đứng đó, thân thể thon dài giống như một chiếc cọc lơ lửng trên không trung một bộ hoa bào màu xanh ra trời theo gió tung bay ánh mắt nhìn lên trên trời cao khí thức âm hàn chấn động nhàn nhạt, nhạt khiến cho không gian này run lên lục thiếu du xuất bất kỳ ý quả nhiên có chút bổn sự đợt thứ hai ta thua thế nhưng cũng chỉ tổn thất một ít người bỏ đi đôi với ta mà thôi vòng thứ ba chúng ta lại gặp mặt trong đôi mắt đen kịt dưới hàng lông mày kiếm của nam tử tuấn mỹ này hiện lên một tia tinh mang khác thường miệng thì thảo nói trên các đại lục khác Vô số đại quân Minh Linh không gặp bất kỳ một ai trong đại quân Thương Khung Minh, cả đám kinh ngạc khó có thể hiểu được. Trên tổng cộng hơn 10 đại lục lại có cơ hồ tất cả quân lực của Thương Khung Minh, đây chính là kế hoạch của Lục Thiếu Du, đem đại quân Thương Khung Minh chiếm hơn 10 đại lục mà Thiên La Minh không ngờ tới. Cuối cùng đạt được Hồng Hoang lệnh, chuyện này đã nằm trong tính toán của Lục Thiếu Du. Hồng Hoang điện tổng cộng có 9 tòa, cho dù có nhiều Hồng Hoang lệnh nữa cũng không có tác dụng, Thiên La Minh đạt được nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng phải nhìn xem thu được mấy tòa hồng hoang điện thì mới có tác dụng. Nếu tính bình quân, đại quân Thiên La Minh nếu so với đại quân Thương Khung Minh thì mạnh hơn một chút, nhưng mà đại quân Thiên La Minh phải đem binh lực tập trung trên 72 khối đại lục. Mà Thương Khung Minh chỉ tập trung trên hơn 10 đại lục. Đối lập trong đó, dựa theo lục thiếu du phỏng đoán, đại quân Thiên La Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Giết, diệt sát đám minh linh này, một người cũng không bỏ qua. Ngao, ô, tiếng chém giết, tiếng thủ giống, năng lượng trầm đục, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trên từng khối lục địa, khí tức khủng bố lan tràn ra chung quanh. Trên hơn 10 khối đại lục này, vô số thân ảnh đông nghịt va chạm, tiếng chém giết sát phạt kinh người vang vọng, vô số thân ảnh khổng lồ trên không trung va chạm, chiến hạm lơ lửng, trận pháp liên miên, từng đại lưu quang bằng năng lượng bay vút, năng lượng áo nghĩa lan tràn. Trong chém giết kinh người như vậy, cả đại lục run rẩy, sát khí, sát ý, mùi máu tươi ngập trời, đem chọn phiến đại lục bao phủ. Giết, trên đại lục có đại quân của thương khung minh, cường giả nhân tộc, thú tộc trong các đại thế giới lúc này cũng vây quanh cường giả trong đại quân minh linh. Đám người lôi tiểu thiên, lục linh, đường đần, lý tương, hỏa vũ, mộc tử kỳ, phá thổ, cuồng thử, hồ sư, trương lăng phong, diễm hân, kim hổ, nhược vô trần, vũ thoát phàm, tịch thiên vũ, tất cả mọi người đều vây công cường giả minh linh. rầm dầm rầm dưới sự vây công tranh lệnh thực lực gấp mấy lần này, những cường giả trong Đại quân Minh Linh tuy rằng thiên phú mạnh mẽ hơn nhân tộc và thú tộc thế nhưng cũng trực tiếp bị diệt sát hơn phân nửa. Những cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong Đại quân Minh Linh này trên thực tế cũng không mạnh hơn bao nhiêu cường giả đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa của nhân tộc, thú tộc, lúc này lại gặp thực lực gấp 5 lần vây công, trên cơ bản không phải là đối thủ. Chúng ta bị vây quanh, chạy mau, bố trí âm linh đại trận. Trong Đại quân âm linh nhất tộc, vô số âm linh nhất tộc bố trí trận pháp quỷ dị, hình thành một vòng thôn vệ âm hàn cực lớn có thể trực tiếp thôn phệ tộc nhân thú tộc và nhân tộc vào bên trong. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong vòng xoáy truyền ra. Vạn quỷ thôn hồn, trong đại quân ám quỷ nhất tộc phóng ra vô số đầu quỷ, khí tức âm hàn khủng bố tràn ngập thiên địa. Thanh âm khiến cho tim mọi người lạnh lẽo vang vọng, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ô ô, trong từng chiếc đầu quỷ phá ra thanh âm thê lương giống như quỷ khóc thần sầu, cái miệng rộng dữ tợn kia có thể trực tiếp thôn vệ một người hoặc là mấy người còn sống sờ sờ, sau đó phá hủy linh hồn, cùng bố vô cùng. Phệ hồn cường nổ, trong đại quân của phệ hồn nhất tộc, trên vô số chiến xa đen kịp trong tầng trời thấp có một chiếc nỏ màu đen, bắn ra từng đạo lưu quang bằng năng lượng màu đen được khói đen bao phủ, có thể xuyên thủng linh hồn. Lang linh hồn trảo, trong lang linh nhất tộc cũng có vô số chiến xa bộ dáng dương nhanh múa vuốt, từng đạo trảo ấn bằng năng lượng lướt đi, những nơi đi qua không gian bị xé rách, thú tộc và nhân tộc thực lực thấp một ít trực tiếp bị xé rách thân thể. Chương 4756, biến cố của vệ hồn nhất tộc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trận pháp hợp kích, công kích, chiến hạm công kích, giết, trong mắt từng người của đại quân thương khung minh đỏ rực, sát ý cuồn cuộn lan tràn, vô số đạo công kích bằng năng lượng bắn ra. Lực lượng hủy diệt tuyệt đối khiến cho thiên băng điện liệt, lực lượng khủng bố khiến cho cả phiến không gian phía dưới hóa thành hư vô. Âm ầm lại nói, lúc này đại quân thương khung minh và thiên la minh giao thủ, thế nhưng người quyết định chính thức thắng bại của hàng ức đại quân song phương lại là các cường giả đỉnh tiêm hiện tại thương khung minh đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ô ô, ngao, trong minh linh đại quân, tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, vô số thân thể dưới các loại lực lượng khủng bố trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Một mảng lớn linh tinh lơ lửng trên tầng trời thấp, năng lượng khuếch tán ra chung quanh khiến cho vô số sơn mạch chung quanh lập tức bị san bằng thành bình địa. Âm ầm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt tựa như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang, vô số năng lượng đánh xuống, không gian trực tiếp bị sốc lên tạo thành một cái động sâu kinh phong cuồng bạo khuếch tán, kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung trên không trung rồi lan tràn, khuếch tán ra chung quanh. A, à, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt bên tai, cả sơn mạch không ngừng sụp đổ, trong sơn mạch lập tức máu chảy thành sông, không ngừng có chiến hạm bị nghiền nát, cường giả vẫn lạc, máu tươi rơi xuống. Chém giết bực này vô cùng thê thảm, rúng động nhân tâm. Trên hơn 10 đại lục vang lên tiếng chém giết kinh người, trong giây lát ngắn ngủi máu chảy thành sông, mùi máu tươi tràn ngập, sát khí ngập trời tựa như là hủy diệt khí thức hủy diệt tràn ngập không trung trên các đại lục những nơi không có đại quân thương khung minh đại quân minh linh cấp tốc tiến vào trung ương đại lục trung tâm đại lục có không gian hồng hoang ở trong không gian hồng hoang mới có hồng hoang lệnh trong không gian hồng hoang chỉ có thể chịu tải được một người đi vào ai đi vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh trước không gian hồng hoang có khí thức tiêu điều hoang vu muốn đi vào vậy thì phải thử xem mình có thực lực này hay không trước đã chỉ có trải qua sự ngăn cản của khí thức tiêu điều trước không gian hồng hoang thì mới có thể tiến vào được bên trong không gian hồng hoang, không phải ai cũng có thể đi vào được. Ai tiến vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh. Siêu siêu, từng tiếng xé gió vang vọng trời cao, trên đại lục số 7, vô số cường giả minh linh lướt qua không gian rồi đạp không mà đứng, ánh mắt lập tức nhìn về mảnh không gian hoang vu, vặn vẹo phía trước. Cả phiến không gian lớn vặn vẹo thành hình, trong không gian nổi lên chấn động. Đến rồi sao, trong đội hình phệ hồn nhất tộc một thanh niên của phệ hồn nhất tộc có bộ dáng dữ tợn nhếch miệng nở nụ cười tà cánh tay đột nhiên kết xuất từng đạo thủ ấn quỷ dị mở miệng quát lên một tiếng phệ hồn khốn linh trận oanh tiếng quát vừa dứt trong lúc thủ ấn còn đang được kết thiên địa chung quanh tức thì run lên bỗng nhiên có vô số khí tức âm hàn khủng bố vô cùng vô tận đột nhiên thẩm thấu ra trong thiên địa chung quanh đột nhiên có chín đạo quang trụ màu đen ở phía xa bắn ra oanh 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 chín đạo quang trụ bằng năng lượng ân hàm giống như từ sâu trong vực sâu cửu u địa ngục phóng lên trời. Cả thiên địa lập tức dung chuyển, khi chín đạo quang trụ màu đen hội tụ lại một chỗ, trên không trung bỗng nhiên không còn trời cao. Xoẹt, phệ hồn khốn linh trận được hoàn thành, ánh sáng trong phiến thiên địa này trong nháy mắt bị phệ hồn khốn linh trận thôn vệ sạch sẽ, cả phiến không gian bị phệ hồn khốn linh trận bao phủ bên trong. Bên trong lúc này giống như là cửu u địa ngục, trong không gian này khắp nơi đều là xương trắng ngập trời khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, mùi máu tươi tràn vào trong mũi, lạnh lẽo thấu xương, sát khí tràn ngập. Phệ hồn khốn linh trận, phệ hồn nhất tộc, các ngươi muốn làm gì? Phệ hồn nhất tộc, các ngươi bố trí phệ hồn khốn linh trận với chúng ta làm gì? Trong chớp mắt này, đại quân minh linh bị nhốt trong phệ hồn khốn linh trận lập tức biến sắc. Phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc tuyệt đối là hung vật, hung danh hiển hách, từ trước tới nay đều là trọng bảo của phệ hồn nhất tộc không biết đã có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở bên trong. Lúc này bị nhốt vào trong phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, cơ hồ trong mắt tất cả đại quân các tộc trong thiên la minh đều hiện lên vẻ đề phòng. Bên ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, trước không gian tiêu điều hao ông vô kia có không ít thanh niên nam nữ cường giả bộ dáng dữ tợn, kỳ lạ. Trong minh linh trùng tộc biến sắc, cả đám lập tức nhìn về phía một nữ tử tu vi nhị nguyên hóa hồng đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc nói. U Thanh, phệ hồn nhất tộc người bố trí phệ hồn khốn linh trận làm gì? muốn đối phó với tất cả chúng ta hay sao? Nữ tử phệ hồn nhất tộc kia cũng biến sắc, lập tức quát lớn với thanh niên bố trí phệ hồn khốn linh trận kia. Thanh âm lạnh lẽo mà sắc bén khiến cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. U tư, sao các người có phệ hồn khốn linh trận trong tay, người muốn làm gì? Thống soái, đây là thứ trưởng lão giao cho ta. Trưởng lão có lệnh, tranh đoạt hồng hoang lệnh, phệ hồn khốn linh trận trong tay, ai dám ngăn cản giết không tha. Thanh niên giữ tợn gọi là U tư cười lại, thủ ấn được kết, Vô số xương trắng trong phệ hồn khốn linh trận lập tức toát ra khói đen cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ vang lên thanh âm thê lương giống như lệ quỷ trong không gian này. Nhưng phàm là đại quân minh linh bị phệ hồn khốn linh đại trận bao phủ lập tức bị phệ hồn khốn linh đại trận luyện hóa tại chỗ. Hỗn chướng, hay cho một phệ hồn nhất tộc, ta không để yên cho các ngươi. Phệ hồn nhất tộc, các ngươi muốn chết? Giết, chu sát phệ hồn nhất tộc, chỉ một thoáng, cường giả của các tộc trong đại quân minh linh lập tức đánh chết người phệ hồn nhất tộc, từng đạo công kích bắn ra. Giết, phệ hồn khốn linh đại trận là trí bảo của phệ hồn tộc, nhưng mà không có cách nào bao trùm cả đại lục. Còn chưa tới tình trạng khủng bố như vậy, ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, đại quân các tộc minh linh đồng thời chém giết phệ hồn nhất tộc. Giết, ô ô, trong nháy mắt ngắn ngủi, căn bản không có cách nào khống chế, tất cả các tộc lập tức lao vào chém giết phệ hồn nhất tộc, cả đại lục hỗn loạn. Âm âm âm. Cường giả đỉnh tiêm trong các tộc giờ phút này cũng không có một chút chậm trễ nào mà lập tức đối phó với phệ hồn nhất tộc, khí tức âm hàn phô thiên cái địa lan tràn. Nữ tử đầu lính có tu vi nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc giờ phút này cũng hoàn toàn không hiểu. Trong lòng u mê, ngây ngốc, cũng chỉ có thể ra tay tự vệ, mà dưới sự vây công của cường giả các tộc lập tức rơi xuống thế hạ phong. chương 4757, Đại lục số 91 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm âm, Giờ phút này trong Đại quân Minh Linh thậm chí còn rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện mà lập tức hỗn loạn, sau đó tự động gia nhập vòng chiến, đại chiến hỗn loạn, căng thẳng. Khặc khặc, đi chết đi. Thân ảnh U Tư xuất hiện trên không trung, miệng nở nụ cười âm lệ, khí tức huyết sát âm hàn quanh thân lan tràn, từng đạo công kích đánh ra. Cường giả các tộc Minh Linh căn bản không có cách nào chống cự, giống như con sâu cái kiến đều bị phá hủy. Trong chớp mắt vài người có tu vi hóa hồng cảnh của phệ hồn nhất tộc bên ngoài mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bị người này giết. Không ít hồn, anh Lan tràn ra sát khí âm hàn cũng bị vòng xoáy tràn ngập sát khí âm hàn trong lòng bàn tay hắn thôn vệ vào bên trong. Xoẹt, u tư ra tay, cường giả tuyên cổ cảnh trong các tộc minh linh trực tiếp giống như con sâu cái kiến vẫn lạc, căn bản không thể địch nổi. U tư, người không phải là u tư, người rốt cuộc là ai? Nữ tử đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc nhìn u tư trên không trung, lúc này nàng có thể cảm giác được người này vốn không phải là ưu tư, nhất định là một người khác. Nếu như ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. U tư cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên trực tiếp nổ tung, hóa thành xương mù âm hàn ngập trời, cùng lúc đó một nam tử thân thể gầy gò màu tím vàng xuất hiện, khuôn mặt người này xa lạ, căn bản không ai có thể nhận ra. Ngươi, ngươi giết U tư, ngươi đoạt xá U tư, ngươi trà trộn vào trong này, ngươi rốt cuộc là ai? Mắt nhìn thanh niên gầy màu tím vàng trước mặt, nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc này thậm chí còn không thể phán đoán ra được đối phương là minh linh hay là thú tộc, sát khí âm hàn trên người đối phương không giống như thú tộc và nhân tộc. Thị hoang thế giới, phi linh môn, khạc khạc, nam tử có thân ảnh màu tím vàng cười lạnh, người này nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo, nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc kia căn bản không có cách nào chống lại. Dưới trưởng ấn của hắn, nữ tử nhị nguyên hóa hồng đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc kia trực tiếp bị phá hủy thân thể, hồn anh bị hắn trực tiếp há mồm thôn vệ vào trong miệng. Âm âm âm, mấy thanh niên nam nữ bất phàm của vệ hồn nhất tộc còn lại ngay cả vệ hồn linh thân khổng lồ cũng không chạy thoát khỏi số mệnh. Thân ảnh màu tím vàng nhàn nhạt kia mặc trường bào màu tím vàng, người này thu hồi vệ hồn khốn linh trận rồi nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vô kia, hàng ước đại quân minh linh không ai có thể ngăn cản hắn. Trên đại lục số 9, trước đại quân minh linh phô thiên cái địa, mấy trăm thanh niên nam nữ cường giả của các tộc minh linh lơ lửng trên không trung, mắt nhìn không gian vặn vẹo trước mắt, một cỗ khí tức hoang vu, cổ xưa lan tràn, khiến cho hai mắt mọi người đỏ thấm. Phía trước chính là không gian hoang vu, hồng hoang lệnh nằm ngay ở trong không gian hoang vu này. Một thanh niên trong minh linh đại quân hai mắt đỏ rực, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ đề phòng. Siêu siêu, bỗng nhiên lúc này trên không trung đại lục xuất hiện chấn động, sau đó từng vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trên không gian. Nhất thời vô số vết nứt không gian rậm rạp chẳng chịt lập tức lan tràn ra chung quanh khí tức nóng bỏng bỗng nhiên từ bên trong vết nứt không gian thẩm thấu ra. Siêu siêu, trong vết nứt không gian, chỉ một thoáng có một cỗ quang mang màu xanh chói mắt lan tràn ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng khủng bố nương theo khí tức âm hàn chấn động, dưới nhiệt độ khủng bố này, cơ hồ tất cả đại quân minh linh trên đại lục này đều cảm thấy linh hồn rung động kịch liệt. Loại nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này cùng tồn tại, giống như là khắc tinh của minh linh. Bên trong còn có một cỗ khí tức âm hàn cổ xưa phóng ra khí thức này giống như trường tồn từ cổ trí kim, cổ khí thức này cổ xưa không nói nên lời. Cổ khí thức âm hàn kia tựa như tới từ cửu u, linh hồn căn bản không có cách nào thừa nhận được khí thức âm hàn và nóng bỏng. Này, cổ khí thức này từ trong hư không lặng lẽ thẩm thấu ra, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng ức vạn đại quân minh linh khiếp sợ, vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân minh linh biến sắc. Dưới nhiệt độ âm hàn và nóng bỏng kia, quang mang màu xanh ra trời lan tràn, lập tức có hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn lan tràn ra, nhiệt độ khủng bố kịch liệt kéo lên, làm cho không gian chung quanh trực tiếp bị thiêu đốt thành hư không. Linh vật trời sinh, đây là linh vật trời sinh hỏa diễm. Chẳng lẽ là người thiên linh cung sao? Chúng cường giả trẻ tuổi của Minh Linh biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hỏa diễm này chính là linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh. Siêu siêu, trong phiến đại lục này lập tức có hỏa diễm màu xanh ra trời đổ xuống, nhanh chóng khuếch tán ra. Hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa tuôn ra, hỏa diễm màu xanh ra trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán trong không gian. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã hóa thành một biển lửa màu xanh ra trời nóng bỏng. Hỏa diễm màu xanh ra trời mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại, khí tức đáng sợ lặng lẽ nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Nhanh công kích, nhanh liên thủ ngăn cản nhanh từng tiếng hét lớn vang vọng một thanh niên đồng lứa có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân minh linh ra tay ngăn cản từng đạo công kích phô thiên cái địa hàng lâm xuống biển lửa gió nổi mây phun lạnh lẽo ngập trời thiên địa rung chuyển siêu siêu công kích bằng năng lượng âm hàn phô thiên cái địa hung hăng đánh vào trên biển lửa giống như sấm sét giáng thế thế nhưng sau khi rơi vào trên biển lửa màu xanh ra trời phô thiên cái địa kia cũng không tạo thành bao nhiêu chấn động tiếp đó lập tức bị hỏa diễm màu xanh ra trời giống như bài sơn hải đảo bao phủ rồi thôn phệ. ô ô chạy mau hỏa diễm này quá kinh khủng căn bản không có cách nào chống cự. trốn chạy mau thông xoái cứu mạng cứu ta hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn bắn ra tứ phía giống hồng thủy ập tới nhất thời vừa mới va chạm đã khiến cho trong đại quân minh linh vang lên tiếng kêu thảm thiết từng tiếng kêu cứu vang vọng trực tiếp liều mạng lui lại dưới uy thế minh mông cuồn cuộn của hỏa diễm màu xanh ra trời. Không có bất kỳ minh linh nào dám chống lại. Coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh lúc này cảm nhận được khí tức này toàn thân cũng rung động, những người khác thì càng không cần phải nói. Đại quân minh linh nhanh chóng lui lại, thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh ra trời còn nhanh hơn. Nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn lan tràn, cơ hồ tất cả sinh linh trong minh linh chủng tộc đều bị áp chế trong vô hình. Linh hồn chính là ưu thế mà minh linh vốn kiêu ngạo, người thực lực thấp một ít, thậm chí là linh hồn rung động căn bản không có cách nào chạy thoát. Chương 4758, Đại lục số 92. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa lan tràn, chút xuống, chỉ một thoáng bao phủ cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc vô số người trong đại quân minh linh trực tiếp bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra đã trực tiếp hóa thành cho tàn dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố. Trong chốc lát ngắn ngủi, một mảng lớn đại quân minh linh phô thiên cái địa bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, ngay sau đó hóa thành cho tàn, hồn anh cũng không trốn thoát được. Trốn, chạy mau, chạy, không có bất kỳ minh linh nào có thể ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này, một khi bị nó ảnh hưởng và bao phủ sẽ trực tiếp bị tan thành mây khói, không ngừng có vô số người trong đại quân minh linh bị hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn thôn phệ vào trong hỏa diễm ngập trời. Siêu siêu, hỏa diễm màu xanh ra trời tựa như hủy diệt vẫn đang tiếp tục chút xuống, giống như là hung thú thôn vệ vạn vật, một khi thôn vệ bất luận sinh linh nào thì sinh linh đó sẽ bị tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cơ hồ tất cả đại quân minh linh phát run, chỉ bằng cỗ nhiệt độ cao nóng bỏng và khí tức âm hàn kia cũng khiến cho linh hồn rung động và héo rút, không có một chút sức phản kháng nào đã bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn vệ, trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Cơ hồ tất cả đại quân minh linh cũng không có một chút lực chống lại nào, hồn anh cả đám trực tiếp bị thiêu đốt thành một cỗ xương mù màu trắng, sau đó phiêu đáng trong không gian tràn ngập nhiệt độ cao nóng bỏng a à, ô ô những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua vô số minh linh hóa thành hư vô đâu chỉ mấy ức đây quả thực chính là siêu cấp tàn sát tàn sát khủng bố dưới biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng trong biển lửa màu xanh da trời giống như nham thạch nóng bỏng nổi lên sóng to gió lớn khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập trong không gian cả phiến không gian lớn trở thành hư không cơ hồ tất cả thủ đoạn trong đại quân minh linh đều dễ dàng bị phá hủy một khi bị ảnh hưởng một mảng lớn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này ngay cả mặt đất, ngọn núi, bình nguyên cũng có thể trực tiếp hòa tan. Dễ dàng bị phá hủy, đều bị hủy diệt, cả phiến thiên địa này trong thoáng chốc tràn ngập biển lửa màu xanh ra trời âm hàn. Hủy diệt, hủy diệt tất cả, nhanh liên thủ ngăn cản, nhanh, vô số cường giả nam nữ đồng lứa của minh linh chủng tộc biến sắc, hoảng sợ. Lần nữa xuất động, toàn lực ra tay ngăn cản trước biển lửa màu xanh ra trời từng đạo nguyên lực mang theo năng lượng âm hàn phô thiên cái địa ngưng tụ, làm cho thiên địa biến sắc. Thiên địa run rẩy không ngừng, siêu siêu, từng đạo công kích khủng bố này rơi vào trong biển lửa màu xanh ra trời, vẫn không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ kích thích khiến cho hỏa diễm màu xanh ra trời ngày càng chấn động càng lớn. Cùng lúc, trong hỏa diễm màu xanh ra trời này, một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ giống như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững, quang mang chói mắt bên trên lan tràn ra, nhiệt độ cao mang theo khí tức âm hàn khủng bố ngày càng khủng bố. Nhiệt độ thật là khủng khiếp, một mảng lớn cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm của minh linh chủng tộc nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ trên biển lửa màu xanh ra trời kia, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy, làn da trên người có cảm giác phỏng rát, nhiệt độ chung quanh ngày càng tăng lên tới mức độ kinh khủng. Đi chết hết đi, sát ý trong hai con mắt của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ bắn ra. Cánh tay bằng hỏa diễm khổng lồ run lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lập tức được ngưng tụ ra. Từng vết nứt không gian lan tràn, bên trong có hỏa diễm âm hàn, nóng bỏng màu xanh ra trời thẩm thấu ra, sau đó cấp tốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn ra. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời nương theo hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới quyền ấn, hỏa diễm màu xanh ra trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán ra trong không gian giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống, hung hăng đánh vào nam nam nữ có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh. Xoẹt, ven đường, những nơi quyền ấn đi qua, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không gian thành hư vô. Ầm ầm, một quyền này đánh xuống khiến cho vô số hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra tứ tung, hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng cuồn cuộn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như cơn sóng lớn, bài sơn hải đảo. Mà vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân minh linh dưới đạo quyền ấn này trực tiếp bị đánh thành cho tàn, thần hồn câu diệt, hồn anh bị đánh nát. Không kịp thoát ra, xoẹt, cùng lúc, trong cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời có một đạo thân ảnh màu lam phá không bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay vút về phía trước, mảng lớn hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh bắn tứ tung. Hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn, từng vết nứt không gian đen kịt thoáng hiện. Cả phiến hư không lớn bị phá hủy, quang mang đen kịt mà thâm thúy bắn ra. Ô ô, nơi thân ảnh áo lam này đi qua, tiếng kêu thê lương vang vọng. Một mảng lớn đại quân minh linh bị hóa thành hư vô, không có ai có thể ngăn cản, dùng xu thế hủy diệt đi qua, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vô kia. Khí tức hoang vô kia ở dưới đạo thân ảnh màu lam kia lập tức vang lên tiếng xì xèo, hóa thành xương mù màu trắng ngập trời, sau đó tan thành hư vô. Nhường đường cho tiểu long ra ra, trên một đại lục khác, quanh thân tiểu long được hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, khiến cho da rẻ người ta có cảm giác phỏng rát, linh hồn dưới hỏa diễm màu vàng héo rũ. Những nơi tiểu long đi qua, đại quân minh linh nằm ngã xuống mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, trong cơ thể những cường giả đỉnh tiêm của minh linh đại quân đột nhiên có hỏa diễm màu xanh ra trời tuôn ra, sau đó tan thành mây khói. Hỏa diễm màu vàng bao phủ thân thể, một đường tiểu long đi qua như chỗ không người, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vô kia. Trên đại lục số 1, một, một thanh niên giả dạ xoa nhất tộc dường như là đầu lĩnh bỗng nhiên ra tay. Dưới sát khí u ám, mấy đạo trảo ấn độc ác bắn ra. Mấy cường giả dạ tu la nhất tộc, la sát nhất tộc, ám quỷ nhất tộc lập tức bị người này đánh chết. Giả dạ xoa tộc tranh đoạt hồng hoang lệnh, ai ngăn cản chết. Giả dạ xoa tộc muốn đối phó với tất cả chủng tộc chúng ta, giết. Hay cho một giả dạ xoa tộc, người tu la tộc ta cũng dám động. Muốn chết, đụng tới người la sát tộc ta, giả dạ xoa tộc các người muốn chết sao? giết cho ta, chỉ một thoáng, vô số tiếng chém giết vang vọng trong phiên thiên điện này. chương 4759, Thiên Ma Nhất Tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm âm, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đại chiến diễn ra. Hàng ức đại quân minh linh không ngờ lại xảy ra hỗn chiến. Thanh âm bạo liệt liên nguyên không ngớt vang lên, thanh niên giả dạ xoa tộc đầu lính kia lơ lửng trên không trung, từng đạo chỉ ấn âm hàn bắn ra, vô số cường giả minh linh trẻ tuổi giống như diều đứt dây rơi xuống phía dưới căn bản không có cách nào chống lại thanh niên giả dạ xoa nhất tộc này trực tiếp xẹt qua trời cao thân ảnh ở trước hàng ước đại quân minh linh giống như chỗ không người trực tiếp tiến vào trong không gian hoang vu ngay khi thân ảnh người này tiến vào trong không gian hoang vu kia toàn thân bắt đầu nhúc nhích lưu quang trên người lan tràn ra bao phủ thân thể khi lưu quang phai nhạt ở chỗ sâu trong không gian hoang vu hàng ước vạn đại quân minh linh bên ngoài không có người nào có thể nhìn thấy, thanh niên giống như đầu lĩnh của dạ xoa nhất tộc lúc này đã trở thành một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt gương nghị. Đây không phải là lục thiếu du trà trộn vào trong đại quân minh linh thì còn có thể là ai. Chỗ sâu trong không gian hoang vu, thân thể lục thiếu du được quang mang màu tím vàng bao phủ, trực tiếp phóng về phía trước. Siêu, ước chừng nửa khắc đồng hồ, thân ảnh lục thiếu du xuất hiện trong một không gian bao la hư vô, không gian này giống như là hư không, Khắp nơi là một mảnh trắng xóa, nhưng khí tức hoang vu nồng đậm ở trong này đột nhiên lại giảm xuống rất nhiều, khí tức năng lượng thiên địa nồng đậm lan tràn, tràn ngập không trung. Giống như có khí tức hoang vu kia bị hai không gian khác nhau ngăn cản, không có cách nào tiến vào trong không gian này. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, trong không gian tràn ngập năng lượng thiên địa nồng đậm này đột nhiên có một cỗ ma khí âm hàn lan tràn ra. Khí tức này dường như là tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa này. Ma khí lan tràn lạnh lẽo thấu xương khiến cho linh hồn người ta trực tiếp cảm thấy bất na loại ma khí âm hàn này khiến cho toàn thân lục thiếu du lập tức run lên lúc trước ở trong đám đám người ra tay với hắn từ đường hầm không gian từ thương khung chiến trường về mật địa thiên giới có một tứ nguyên hóa hồng cũng có khí thức giống như thế này về sau lục thiếu du mới biết được người có tu vi tứ nguyên hóa hồng khi trước ra tay với hắn chính là một người thiên ma tộc một trong năm đạo chủng tộc của minh linh ma khí âm hàn lan tràn trong nháy mắt trở nên nồng đậm trong không gian phía trước lập tức nổi lên chấn động, một nam tử ước chừng 30 tuổi, hai mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi xuất hiện trong hư không. Bộ dáng nam tử này coi như bình thường, so với nam tử của giả dạ xoa nhất tộc, vệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, tu la nhất tộc thì dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ là trên thân thể hắn lại không ngừng có ma khí cuồn cuộn lan tràn ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Có thể phá hủy tất cả, khiến cho người ta có cảm giác sởn hết gai ốc. Siêu siêu, bỗng nhiên nam tử này mở hai mắt ra, trong mắt có một cỗ khí tức âm hàn bắn ra khiến cho không gian trước mắt hắn trực tiếp run run một cỗ ma khí ngập trời quanh thân nam tử này cuồn cuộn trong lúc mơ hồ giống như khí tức thái cổ lại giống như khí tức trên người minh linh bình thường chỉ là lại có một chút bất đồng nhưng không thể nghi ngờ khí tức của người này vô cùng ngưng thực vô cùng cường hãn thiên ma nhất tộc tứ nguyên hóa hồng lục thiếu du nhíu mày nhìn nam tử kia rồi thì thảo nói xem ra hiệu quả của hồng hoang điện đúng là không tệ a à. theo lục thiếu du biết lúc trước kẻ có được hồng hoang lệnh trên đại lục số một này chính là một thanh niên của thiên ma nhất tộc. lúc trước hắn ta chỉ có tu vi nhị nguyên hóa hồng gần tới hậu kỳ mà thôi. mà lúc này trải qua một ngàn năm trăm năm lại tới tứ nguyên hóa hồng. trong một ngàn năm trăm năm ngắn ngủi lại có thể đột phá to lớn như vậy, không thể nghi ngờ đều là công lao của hồng hoang điện kia. siêu người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc này mở mắt ra, ma khí âm hàn ngập trời cuồn cuộn lan tới người lục thiếu du. thân thể lập tức lơ lửng trên không trung đôi mắt âm hàn mang theo vẻ âm trầm chấp động, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn vào người lục thiếu du. Không ngờ lại là một nhân loại, cũng tốt, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Để xem trong một ngàn năm trăm năm này tu vi của ta có bao nhiêu tiến. Bộ thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng nam tử thiên ma nhất tộc này truyền ra, ánh mắt hắn nhìn qua lục thiếu du, nụ cười trừ vẻ lạnh lẽo ra còn tràn ngập vẻ khinh thường. Lục thiếu du khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc trước mắt khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt hàn ý trong mắt bắn ra như ẩn như hiện miệng nói từ đầu ta cũng chưa được gặp tạp chủng thiên ma nhất tộc không ngờ bây giờ lại gặp được cũng tốt cũng nên thu một chút tiền lãi nghe lục thiếu du nói vậy nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc kia sướng sờ một chút ánh mắt lập tức càng thêm âm hàn nhân loại bên ngoài hiện tại chẳng lẽ đều hung hăng càn quấy như vậy sao nhưng mà không có thực lực hung hăng càn quấy thì chính là muốn chết nói xong Thân ảnh nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc bước về phía trước, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía lục thiếu du, trong mắt tràn ngập sát y không chút che giấu. Ma khí âm hàn ngập trời phóng ra, đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ khuếch tán, hư không phong vân biến sắc, không gian dung chuyển. Con sâu cái kiến chịu chết đi, trong hư không dung chuyển, ma khí âm hàn cuồn cuộn quanh thân nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc tràn vào trong cơ thể lục thiếu du. Thủ ấn được kết thân thể hắn ta trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét nhanh như thiểm điện trực tiếp xuất hiện ở trước người lục thiếu du siêu đạo thủ ấn tràn ngập ma khí âm hàn mang theo khe nứt đen kịt khổng lồ ước chừng hơn 10 triệu xuất hiện trong không gian hung hăng vỗ về phía lục thiếu du oanh đạo thủ ấn bằng ma khí cực lớn xuyên thấu qua không gian ma khí cuồn cuộn giống như mây đen lan tràn không gian ven đường bị phá hủy năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc lập tức phóng về phía lục thiếu du giống như thái sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống chỉ là năng lượng ma khí âm hàn chung quanh bắn ra lại khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy vô số mảnh vỡ không gian giống như quang mang lan tràn ra chung quanh giờ phút này hàn ý tràn ngập không gian trong lúc mơ hồ có một cỗ sát ý lạnh như băng khiến cho không trung cứng lại ngay khi đạo thủ ấn bằng ma khí kia đánh xuống thân ảnh lục thiếu du lại biến mất trong ma khí ngập trời tiếp đó trong nháy mắt khi thân ảnh lục thiếu du lần nữa xuất hiện đã trực tiếp xuất hiện sau lưng nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc